Chiến thần bất bại, Tiêu Chính Văn. Chương 661, nhà họ Khương nội chiến. Phi tiêu đánh cho đám tép diêu đó ngã dạp hết xuống đất mới từ từ nói, không biết bây giờ tôi đã đủ thực lực để thương lượng chưa? Lưu Lôi cũng không vòng vo, nói, không biết mục đích của cậu phi tiêu đây rốt cuộc là gì? Phi tiêu nói từng câu một, mục đích giống ông, lấy đầu Tiêu Chính Văn. Lưu Lôi và phi tiêu lập tức liên kết với nhau. Lưu Lôi nói, nào, thu dọn chỗ này, tôi và cậu phi tiêu đây phải uống say một bữa. Sự việc trên phố Ngọc Thạch nhanh chóng lan truyền đến tai nhà họ Khương ở Tu Hà. Người đang ngồi trên vị trí cao nhất của nhà họ Khương là Khương Văn Kỳ. Sau khi ông cụ Khương Thái Sương đổ bệnh, Khương Văn Kỳ đã trở thành người nắm quyền mới của nhà họ Khương. Khương Văn Kỳ tức giận nói, lần này phải làm sao đây, Tiêu Chính Văn này lại đắc tội với nhà họ Đàm ở Thượng Hỗ, nhỡ như bọn họ tức giận, tức lây sang cả nhà họ Khương thì chúng ta phải làm sao đây? Khương Học Bác trả lời, không đến mức đấy đâu, bây giờ Khương Vi Nhan đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Khương rồi, dù thế nào, nhà họ Đàm cũng không có lý do gì để trút giận lên đầu nhà chúng ta cả. Khương Văn Kỳ tức giận nói, chú nói cái gì vậy, nếu không phải chú nuôi một đứa con gái tốt, cưới được thằng rể ngoan, tên Tiêu Chính Văn đó lại dám công khai kêu nhà họ Đàm tới Tu Hà nhận xác, đây rõ ràng là tát mạnh một cái vào mặt bọn họ còn gì, nếu như không phải tại cậu ta, nhà họ Khương chúng ta có chật vật như vậy không? Từ Phân không vừa lòng, nói anh nói kiểu gì vậy, làm như mọi chuyện là do Khương Học Bác bảo Tiêu Chính Văn làm vậy, anh đừng có quên, bây giờ con gái tôi đang nắm trong tay rất nhiều hợp đồng chủ đạo của nhà họ Khương. Cô! Khương Văn Kỳ tức giận đứng dậy, chỉ vào người Từ Phân mắng, cô là cái thá gì mà lại dám lấy Khương Vi Nhan ra uy hiếp tôi. Tiết Mai ở bên cạnh cũng hét lên, đúng vậy, cô đừng có quên, ông cụ không ở đây, Khương Văn Kỳ nhà tôi mới là người nắm quyền nhà họ Khương, cô chú ý lời nói của mình vào. Từ Phân lạnh lùng nói, ông cụ vẫn còn chưa chết. Gia chủ tương lai của nhà họ Khương là ai vẫn còn chưa rõ đâu. Nhà họ Khương như kẻ thù của nhau, bọn họ không hề có ý nhượng bộ mà chỉ chăm chăm trốn tránh trách nhiệm. Khương Văn Kỳ hét lớn, hôm nay, nếu như các người không giải quyết được chuyện này thì cuốn gói ra khỏi nhà họ Khương, tự tìm đường mưu sinh đi. Khương Học Bác cuối cùng không nhìn được nữa, trên mặt lộ ra vẻ tức giận, ông ta hét lên, Khương Văn Kỳ, anh đừng có quá quát, bố của chúng ta vẫn còn chưa chết đâu, cái nhà này chưa tới lượt anh một tay che trời. Khương Văn Kỳ cao ngạo nói, Khương Học Bác, tôi đã nói rõ ràng với các người rồi, ít nhất thì bây giờ người nắm quyền nhà họ Khương là Khương Văn Kỳ tôi, một câu nói của tôi cũng đủ khiến các người không sống tiếp được trong cái nhà họ Khương này đấy. Khương Học Bác hung hăng nhìn chằm chằm Khương Văn Kỳ, ánh mắt ông ta như muốn xé Khương Văn Kỳ ra thành trăm mảnh. Khương Văn Kỳ nói một câu, nhớ kỹ, chỉ có thời gian một ngày, đừng có quên. Khương Văn Kỳ hất cằm kiêu ngạo, phất tay rời đi. Tiết Mai nở nụ cười đắc thắng, sau đó cũng vênh váo rời đi. Từ Phân tức giận chỉ vào Khương Văn Kỳ và Tiết Mai vừa rời đi, hậm hực mắng, coi mình là cái thá gì chứ, vẫn chưa được ngồi vào chức gia chủ mà đã lộ đuôi cáo rồi. Khương Thần co rúm lại, thò đầu ra nói, bác cả làm như vậy là qua cầu rút ván. Nếu như chúng ta thật sự bị đuổi khỏi nhà họ Khương thì chúng ta sẽ không lấy được gia sản. Nói một lúc, cả gia đình Khương Học Bác đều cảm thấy rợn sống lưng. Nếu như Khương Văn Kỳ thật sự đuổi bọn họ ra khỏi nhà, sợ rằng cả đời này bọn họ chỉ có thể sống cuộc sống bần hèn nghèo khổ. Từ thiên đường rơi xuống địa ngục, đương nhiên là bọn họ không thể chấp nhận được. Từ Phân khóc lóc ầm ĩ, nói, phải làm sao bây giờ? Anh mau nghĩ cách đi. Khương Thần cũng rưng rưng nước mắt, nói, bố mau nghĩ cách đi, chúng ta không thể ngồi chờ chết được. Khương Học Bác suy tư hồi lâu, sau đó chậm rãi nói, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ ông ta nói trước đã, chỉ cần chúng ta kéo dài đến khi ông cụ tỉnh dậy thì có thể cạnh tranh được rồi. Vẻ mặt Khương Thần chua xót, nói thế nhưng chúng ta đâu có quen nhà họ Đàm, làm sao hoàn thành nhiệm vụ của bác cả được đây. Khương Học Bác nói một câu, mặc dù chúng ta không quen nhà họ Đàm, nhưng bố quen một thuộc hạ của nhà họ ở Tu Hà. Khương Thần lộ ra vẻ vui mừng, là ai vậy? Khương Học Bác nói, Cổ Bất Thiêm. Khương Thần suy tư một hồi mới nói, người đó là ai vậy, sao con chưa từng nghe qua, chẳng lẽ là một nhân vật lớn nào sao? Khương Thần chưa từng nghe qua cái tên này, nhất thời khó hiểu.
Khương Học Bác nói một câu quan trọng, đi rồi sẽ biết. Gia đình ba người Khương Học Bác tới chỗ ở của Cổ Bất Thiêm, sau khoảng nửa giờ, bọn họ đã đến nhà tắm của nhà họ Cổ. Khương Thần không thể ngờ rằng nhân vật lớn mà Khương Học Bác nói lại là một tổ chức ngầm ở trong một nhà tắm rách nát. Nhà tắm này là căn cứ của Cổ Bất Thiêm, còn Cổ Bất Thiêm là một người đàn ông trông rất gầy gò, được giới giang hồ gọi là anh gầy. Khương Học Bác nở nụ cười nịnh nọt, đưa một tập phiếu trong tay cho Cổ Bất Thiêm. Cổ Bất Thiêm đếm sấp phiếu trên tay, không hơn không kém, vừa đúng 10.000. Khương Học Bác cười nói, anh gầy, tôi là Khương Học Bác nhà họ Khương, hôm nay tới đây vì muốn cầu xin anh gầy giúp tôi một chuyện. Cổ Bất Thiêm bình thản châm một điếu thuốc, hỏi chuyện gì, nói đi. Khương Học Bác nói, gần đây có phải thiếu gia của nhà họ Đàm đã bị Tổng Tư lệnh Tống bắt rồi không? Cổ Bất Thiêm thở ra một làn khói trắng, ra hiệu, nói tiếp đi. Khương Học Bác vội vàng nói, chuyện này phải trách thằng con rể tôi chọc giận thiếu gia nhà họ Đàm, vì vậy mới khiến cậu ấy bị bắt, tôi muốn nhờ anh gầy giúp giới thiệu tôi với ông chủ Lưu, tôi muốn đến tận nơi xin lỗi ông ấy. Ông chủ Lưu mà Khương Học Bác nói chính là Lưu Lôi. Gã chính là một trong bốn thủ lĩnh của thế giới ngầm. Mặc dù gã có cùng chức danh với Tiền Lão Hổ, nhưng tài sản hay xuất thân của gã đều trên cơ Tiền Lão Hổ. Điều quan trọng nhất là sau lưng Lưu Lôi chính là nhà họ Đàm. Nhà họ Đàm ở Thượng Hỗ là chỗ dựa vững chắc nhất của Lưu Lôi ở thế giới ngầm ở Tu Hà bao nhiêu năm nay. Cổ Bất Thiêm mắt tròn mắt dẹt nói, con rể của ông là Tiêu Chính Văn. Đúng là lúc tìm mỏi mòn thì không thấy, không tốn chút sức lực thì lại tìm ra. Người Lưu Lôi muốn đã tự mình dâng tới cửa. Khương Học Bác gật đầu nói, đúng vậy, chính là cậu ta. Nhưng bây giờ cậu ta và nhà họ Khương tôi không có bất kỳ quan hệ gì, tôi hy vọng nhà họ Đàm ở Thượng Hỗ không giận lây nhà họ Khương tôi. Cổ Bất Thiêm nói một câu, đương nhiên, chỉ là đưa ông đi gặp anh Lôi thôi mà. Chuyện đơn giản. Khương Học Bác nghe thấy vậy lập tức vui mừng, vội vàng nịnh hót, quả không hổ danh là anh gầy, vậy không biết khi nào tôi có thể gặp ông chủ Lưu đây. Chương 662, âm thầm hành động. Cổ Bất Thiêm vất tàn thuốc, vươn vai. Nói, đi thôi, bây giờ dắt các người đi. Khương Học Bác nghe vậy thì vui mừng khôn xiết, anh Cổ này làm việc đúng là nhanh gọn. Từ Phân và Khương Thần cũng nở nụ cười, trong lòng thầm nghĩ mọi chuyện có lẽ sắp xong rồi. Nhưng có một sự thay đổi bất ngờ, Cổ Bất Thiêm hất tay, một đám người xông tới bao vây gia đình Khương Học Bác, sau đó bắt tất cả bọn họ lại. Mặt của Khương Học Bác bị người của Cổ Bất Thiêm đè xuống đất, bị ép sang một bên, miệng lầm bầm nói. Chuyện gì thế này, anh gầy, thuộc hạ của anh đang làm gì thế? Cố Bất Thiêm cười khẩy, chính là bắt ông đấy, nếu như không phải ông đưa 10.000, tôi đã chặt một cánh tay của ông gửi cho anh Lôi rồi. Khương Thần và Từ Phân chưa từng nhìn thấy thế lực như vậy, bọn họ hoảng sợ chỉ muốn tìm một chỗ để trốn. Cánh tay của ba người bọn họ bị đám côn đồ nắm đến mức tím bầm. Cố Bất Thiêm cười giải thích, thật không ngờ rằng, ông Lưu vừa mới giao nhiệm vụ. Các người đã tự tìm tới cửa, nếu có trách thì trách các người động vào nhà họ Đàm, nhà họ Đàm cho ông Lưu thời gian một ngày để lấy đầu Tiêu Chính Văn. Từ Phân vừa khóc vừa nói, chúng tôi thật sự không có quan hệ gì với Tiêu Chính Văn. Khương Vi Nhan đã đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Khương chúng tôi rồi, các người bắt nhầm người rồi. Bốp, Cổ Bất Thiêm tát cho Từ Phân một cái, mẹ kiếp, chúng mày cho rằng tao không dám động vào chúng mày à? Chúng mày có quan hệ với Tiêu Chính Văn không thì phải do anh Lôi quyết. Hu hu. Từ Phân bật khóc thành tiếng, nửa khuôn mặt đỏ bừng, vết tát đỏ như máu đặc biệt dễ thấy. Từ Phân khóc nói, đều tại ông hết, lại cứ đòi đi tìm anh Cổ gì đó, nếu không chúng ta đã không bị bắt rồi. Bây giờ tôi không biết mình có thể nhìn thấy mặt trời ngày mai được không. Bốp. Cổ Bất Thiêm lại giơ tay lên, tát nốt vào bên mặt còn lại của Từ Phân, khóc cái gì mà khóc. Không được phép khóc, tao khuyên chúng mày, đừng dở trò trước mặt tao, nếu như để tao biết, tao sẽ chặt tay chân chúng mày, dù sao anh Lôi cũng không nói không thể mang một xác chết hay tàn tật đến gặp anh ấy. Từ Phân sợ hãi nín khóc, bà ta cố gắng kìm chế để nước mắt không rơi xuống. Khương Thần thậm chí còn cuộn tròn thành một quả bóng vì sợ rằng mình sẽ là người tiếp theo bị ăn đòn. Cổ Bất Thiêm hất tay, một tên đàn em lập tức chạy tới. Cố Bất Thiêm nói, cậu mau tới hộp đêm Tử Vũ, nói với anh Lôi rằng chúng ta đã bắt được bố mẹ vợ của Tiêu Chính Văn, xem anh ấy có ý gì. Đàn em nhanh chóng chạy ra ngoài,
thông báo cho người của hộp đêm Tử Vũ. Trong hộp đêm Tử Vũ, Phi Tiêu và Lưu Lôi đang uống rượu. Thuộc hạ của Lưu Lôi, báo tử bước tới, nói anh Lôi, anh gầy nói rằng gã đã bắt được bố mẹ vợ của Tiêu Chính Văn, còn có em vợ của hắn, bây giờ đang nhốt ở trong nhà tắm. Lưu Lôi vui mừng, nhanh vậy, mau đi thôi, trước tiên giao ba người đó cho tôi chém ra thành trăm mảnh. Phi Tiêu giữ Lưu Lôi lại, nói theo tôi thấy, tốt hơn là dùng ba người này để làm mồi nhử dụ Tiêu Chính Văn đến cứu, sau đó chúng ta bắt hết tất cả lại. Lưu Lôi nghe thấy vậy liền nói, được, dùng cách đó đi, báo tử, cậu nghe theo lời cậu Phi Tiêu đây sắp xếp, nhất định phải bắt được tên Tiêu Chính Văn đó cho tôi. Báo tử gật đầu nói, vâng, anh Lôi, anh cứ ở Tử Vũ vui vẻ đợi tin tốt đi. Tiêu Chính Văn đó chỉ là một tên lính xuất ngũ, tôi nhất định sẽ lấy đầu hắn về đây cho anh. Lưu Lôi vỗ tay. Nói, không hổ danh là thuộc hạ của Lưu Lôi này, tôi ở Tử Vũ đợi tin tốt của cậu, cậu tuyệt đối đừng làm tôi thất vọng đấy. Một tên lính xuất ngũ. Nếu Tiêu Chính Văn chỉ là một tên lính xuất ngũ nhỏ bé, sợ rằng cả Hoa Quốc này không ai được gọi là quân nhân. Phi Tiêu lắc đầu, xem ra đám người này vẫn chưa biết thân phận thực sự của Tiêu Chính Văn. Phi Tiêu đi tới bên cạnh dao găm, nói nhỏ, bảo bọn họ đi cọ sát với Tiêu Chính Văn trước, để bọn họ làm bao cát. Dao găm gật đầu nói, vâng, tôi sẽ bố trí người của chúng ta bên cạnh bọn họ, chỉ cần Tiêu Chính Văn dám xuất hiện, người của ta nhất định sẽ giết chết hắn. Phi Tiêu nhắc nhở, không được để mất cơ hội, nếu không cơ hội sẽ không tới nữa đâu, triệu tập tất cả các thích khách có năng lực ở Tu Hà, tối nay nhất định phải tiễn hắn về Tây Thiên. Dao găm nhận lệnh, Tiêu Chính Văn, hôm nay là ngày chết của mày. Một nhóm người vội vàng rời khỏi hộp đêm Tử Vũ. Chạy đến nhà tắm của Cổ Bất Thiêm. Trong một chiếc xe tải bình thường đỗ ở bên cạnh hộp đêm Tử Vũ, có một người đang không ngừng quan sát bên trong. Nữ cảnh sát này chính là Tống Băng Văn với gương mặt xinh đẹp, khí chất thanh nhã. Ánh mắt Tống Băng Văn hiện lên những tơ máu, cô ta đã không chợp mắt hai hôm nay rồi. Bất cứ lúc nào, mọi động tĩnh của hộp đêm Tử Vũ đều nằm trong mắt cô ta. Tống Băng Văn nhanh chóng lấy điện thoại di động ra bấm dãy số quen thuộc, cảnh sát trưởng Hoàng, tôi là Tống Băng Văn, hộp đêm Tử Vũ xuất hiện động tĩnh lạ, nói không chừng có liên quan đến việc buôn bán chất cấm. Cảnh sát trưởng Hoàng lười nhác nói, này, chuyện này đừng có nửa đêm nửa hôm gọi điện cho tôi được không, hộp đêm Tử Vũ không có bất kỳ hành vi khả nghi nào, cô đừng lấy những giả định của mình ra nói chuyện, cái chúng tôi cần là chứng cứ, cô hiểu không? Tống Băng Văn không hề bỏ cuộc, cảnh sát trưởng Hoàng, ông nhất định phải tin tôi, bọn họ nhất định có gì đó mở ám, nói không chừng tối nay chúng ta có thể một lần tóm gọn hết cái hộp đêm Tử Vũ này. Ừ, đầu dây bên kia truyền tới tiếng thở dốc, Tống Băng Văn nghe thấy lập tức đỏ mặt, cả người trông càng thêm quyến rũ mê hồn. Cảnh sát trưởng Hoàng vội vàng nói, nghe đây, không có chứng cứ xác thực, thì đừng có gọi điện cho tôi nữa. Tút tút tút. Cảnh sát trưởng Hoàng cúp máy. Tống Băng Văn lẩm bẩm, ông muốn chứng cứ đúng không, vậy tôi sẽ tìm chứng cứ cho ông. Tống Băng Văn không nói nhiều, lái chiếc xe van đi theo đám người của hộp đêm Tử Vũ. Lúc này, biệt thự của Tiêu Chính Văn cũng đã nhận được một bức thư do Dao Găm gửi tới. Khương Vi Nhan mặc đồ ngủ, xõa tóc, toát lên vẻ xinh đẹp mê người. Cô xuống lầu cầm một cốc nước ấm, sau đó từ từ uống cạn, liếc mắt thấy trên bàn có một bức thư. Bên trên không có tên người gửi cũng không có chữ ký. Khương Vi Nhan mở ra xem, thấy bên trong viết. Tiêu Chính Văn, bố mẹ vợ và cả em vợ mày đều đang ở trong tay tao, muốn bọn họ sống thì hãy mau chóng tới nhà tắm nhà họ Cổ trên đường Trường Quang. Nhớ kỹ, chỉ được tới một mình, nếu không, mày sẽ chỉ nhận được xác bọn họ thôi. Khương Vi Nhan sốc nặng, bố mẹ bị bắt rồi sao? Không chút do dự, Khương Vi Nhan mặc quần áo vào. Chạy ra khỏi biệt thự. Chương 663, bầy mưu ám sát. Thân hình gầy gò yếu ớt của Khương Vi Nhan xuất hiện ở trạm gác của biệt thự. Long Nhất từ bên trong đi ra, gọi Khương Vi Nhan lại, chị dâu. Hả, Khương Vi Nhan hơi ngạc nhiên. Long Nhất đang canh giữ biệt thự, chào hỏi cô, chị dâu, muộn như vậy rồi, chị định đi đâu vậy? Chủ soái đi họp cuộc họp khẩn của sở chỉ huy quân đội, hay là đợi anh ấy về rồi cùng đi với chị? Không được, bố mẹ không thể đợi lâu vậy được. Khương Vi Nhan lập tức phủ nhận ý kiến này. Cô vội vàng lắc đầu, nói, không cần đâu, tôi đi một lúc rồi về.
Long Nhất thấy trời đã tối muộn, quan tâm nói, buổi tối ra ngoài không an toàn, hay là để tôi đích thân bảo vệ chị? Khương Vi Nhan trả lời, không cần đâu, thực sự không cần đâu, tôi chỉ đi quanh biệt thự, sẽ lập tức về ngay. Long Nhất nói, vậy chị chú ý an toàn, nhớ về sớm nhé. Khương Vi Nhan gật đầu, vội vàng lái xe rời đi. Chiếc xe chậm rãi rời khỏi biệt thự, tai mắt trong biệt thự hạ thấp vành mũ, nói, mục tiêu đã xuất phát. Nhanh chóng chuẩn bị, một lúc sau, dao găm ở nhà tắm của nhà họ Cổ đã nhận được tin tức từ biệt thự. Đúng lúc này, báo tử vừa đưa người kịp tới đây. Cổ Bất Thiêm nở nụ cười chào đón, anh báo, anh tới rồi, tôi ở đây đợi anh lâu lắm rồi đấy. Đừng nhiều lời nữa, bố mẹ vợ của tên Tiêu Chính Văn đó đâu. Mau dắt ra đây, đừng để làm lỡ thời gian, cậu có bao nhiêu cái đầu cũng không đền nổi đâu, báo tử hung hăng nói. Cổ Bất Thiêm nổi lên cơn ớn lạnh sau lưng, vội vàng dắt báo tử vào căn phòng nhỏ ở bếp sau. Cổ Bất Thiêm nhắc nhở một câu, anh báo, lần này để bắt được bố mẹ vợ của Tiêu Chính Văn tôi đã phải tiêu tốn rất nhiều công sức, thậm chí còn mất mấy người anh em, toàn là những người đã ở bên cạnh tôi nhiều năm. Báo tử nói, lần này cậu có công rất lớn, anh lôi thưởng phạt phân minh, chỉ cần cậu làm tốt, tuyệt đối sẽ không bạc đãi cậu đâu. Cổ Bất Thiêm nghe thấy vậy vội vàng nói, anh báo, anh nghĩ xem, lần này tôi có công lớn như vậy, anh lôi sẽ thưởng cho tôi thế nào đây? Báo tử lãnh đạm đáp, chỉ cần lần này lấy được đầu tên Tiêu Chính Văn, cậu sẽ trở thành anh gầy của hộp đêm tử vũ chúng tôi rồi, đi theo anh lôi, cả đời được hưởng vinh hoa phú quý không hết. Cổ Bất Thiêm cười nịnh nọt nói, cảm ơn anh báo đã đề đạt, cảm ơn anh báo, sau này phải nhờ anh báo chỉ dạy nhiều rồi. Báo tử nói, có gì đâu. Không mất nhiều thời gian, Cổ Bất Thiêm đã dẫn đám người báo tử đến căn phòng ở sau bếp. Gia đình Khương Học Bác bị bịt mắt vì vậy không thể nhìn thấy ai. Nhưng Khương Thần với đôi tai nhạy bén lập tức nghe thấy tiếng động từ ngoài cửa, liền lay người Khương Học Bác và Từ Phân dậy, hét lớn, có người tới rồi. Lúc này báo tử bước vào, nhìn ba người bọn họ, hỏi, bọn họ chính là bố mẹ vợ của Tiêu Chính Văn. Cổ Bất Thiêm đáp, đúng vậy. Khương Học Bác tỉnh táo lại, hét lớn, anh gầy, anh bắt nhầm người rồi. Nhà họ Khương chúng tôi không có bất kỳ quan hệ gì với Tiêu Chính Văn, hơn nữa con gái Khương Vi Nhan của tôi cũng đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Khương rồi. Các anh có ơn báo ơn, có oán báo oán, nhưng đừng bắt nhầm người chứ. Khương Thần ở bên cạnh điên cuồng gật đầu, đúng vậy, các ông bắt nhầm người rồi. Dao găm nhìn đám người đó, nói nhỏ với báo tử, Tiêu Chính Văn đã phái người tới đây rồi, dắt đám người này lên mái nhà, chúng tôi đã bố trí vài tay bắn tỉa trên đó rồi. Báo tử mỉm cười đầy ẩn ý, đưa đi, lên mái của nhà tắm này. Cổ Bất Thiêm vội vàng đưa ba người nhà họ Khương đi. Khương Học Bác thấy vậy lập tức quỳ xuống. Ông ta quỳ xuống đất, cầu xin, anh gầy, các anh thật sự bắt nhầm người rồi, không liên quan gì đến chúng tôi. Các anh muốn bao nhiêu tiền, tôi đều đồng ý đưa hết, các anh rộng lượng từ bi, tha cho ba người chúng tôi đi. Báo tử bước nhanh lên trước, đạp một phát vào ngực Khương Học Bác. Á! Khương Học Bác bị đá ngã rạp xuống đất, đau khổ kêu lên một tiếng. Báo tử nắm lấy cổ áo Khương Học Bác, hung hăng nói, ông đây cho chúng mày biết, đêm nay, nếu Tiêu Chính Văn không chết thì chúng mày chết, nếu như mày dám dở trò quỷ, ông trực tiếp tiễn mày lên Tây Thiên luôn. Mau đi! Cổ Bất Thiêm bắt cả gia đình Khương Học Bác lên mái nhà. Báo tử sắp xếp cho người của Cổ Bất Thiêm canh giữ ở tầng 1. Còn ông ta đưa người của hộp đêm tử vũ lên mái nhà. Khi đó, dao găm hòa vào đám người của báo tử. Dao găm trốn trong một góc tối, bấm tai nghe, nói nhỏ, mục tiêu đã lên đường rồi, tất cả mọi người cảnh giác, sẵn sàng hành động. Điểm bắn số 1 đã vào vị trí. Điểm bắn số 2 đã vào vị trí. Điểm bắn số 3 đã vào vị trí. Cuối cùng phi tiêu ra lệnh, nhớ kỹ, cho dù thế nào cũng phải bắn chết Tiêu Chính Văn. Đêm nay, nếu Tiêu Chính Văn không chết thì các người chết. Đã rõ. Cùng lúc đó, Khương Vi Nhan lái xe đến nhà tắm nhà họ Cổ được nhắc tới trong thư, dọc đường đi cô vô cùng sợ hãi. Bố, mẹ, mọi người tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì. Nhà tắm nằm sâu trong một con hẻm nhỏ, con hẻm tương đối hẹp, ô tô không thể nào vào được. Xe của Khương Vi Nhan phải đậu ngoài ngõ. Đến rồi, mục tiêu đã xuất hiện ở ngoài ngõ nhà tắm. Dao găm vội vàng nói,
xạ thủ bắn tỉa số 1 có thể bắn, một phát lấy mạng. Xạ thủ bắn tỉa số 1 ẩn mình trên một tòa nhà cao tầng khác ở ngõ nhà họ Cổ, có thể nhìn rõ tình hình bên ngoài ngõ. Khương Vi Nhan xuống xe, lập tức chạy về phía nhà tắm, gia đình của bố đang gặp nguy hiểm, không thể chậm trễ một phút giây nào được. Xạ thủ bắn tỉa nhìn qua ống nhòm thấy Khương Vi Nhan, nhất thời cảm thấy khó hiểu, lập tức nói, mục tiêu không đúng, người này không phải Tiêu Chính Văn, xin đợi chỉ thị tiếp theo. Giao găm sững sờ, hỏi chuyện gì thế này? Bọn ở biệt thự làm ăn kiểu gì thế, kẻ đang sống sờ sờ vậy mà cũng nhìn nhầm được. Nhớ kỹ, các cậu đừng để lộ vị trí, tiếp tục đợi. Đã rõ. Xạ thủ bắn tỉa của dao găm không nhắm bắn về phía Khương Vi Nhan, mục tiêu của bọn họ là Tiêu Chính Văn, chỉ có thể bắn anh mà thôi. Khương Vi Nhan lao tới nhà tắm, đẩy cửa bước vào, bên trong nhà tắm không có gì bất thường, rất nhiều tên đàn em của Cố Bất Thiêm giả làm khách hàng, vào nhà tắm nghỉ ngơi. Cổ Bất Thiêm nhìn thấy Khương Vi Nhan bước vào, ánh mắt không thể nào rời khỏi người cô. Khương Vi Nhan mặc một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc quần bó màu đen giúp tôn lên đường nét cơ thể một cách hoàn hảo. Sắc mặt Khương Vi Nhan trắng trẻo hồng hào, không chút tì vết, giống như tiên nữ hạ phàm vậy. Cổ Bất Thiêm dán chặt mắt vào người cô, bộ dạng sắp chảy nước miếng đến nơi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 664, Cấm Đường. Người đẹp, không biết em tới nhà tắm của anh để làm gì thế? Cổ Bất Thiêm bước về phía cô. Khương Vi Nhan yếu ớt nói, tôi tới tìm người. Tìm người, cả cái nhà tắm này đều là đàn ông, em cứ chọn thỏa thích, nói cho anh biết, em thích kiểu nào. Cổ Bất Thiêm từ từ đến gần Khương Vi Nhan với vẻ mặt thô bỉ. Khương Vi Nhan lùi về sau một bước, đang định chạy lại về hướng cửa, tôi tới nhầm rồi, tới nhầm rồi. Cổ Bất Thiêm ra lệnh cho người của mình chặn cửa lại, sau đó từ từ đi về phía Khương Vi Nhan. Nói, người đẹp, đến nhà tắm của anh rồi thì đừng nghĩ tới việc đi ra. Khương Vi Nhan nhặt một cây gậy, chĩa về phía Cổ Bất Thiêm và đám đàn em của gã, nói, mấy người đừng có qua đây. Tôi tới tìm Khương học bác, mấy người thả ông ấy ra thì chúng tôi sẽ đi. Cổ Bất Thiêm đi thẳng tới, không buồn quan tâm đến cây gậy trong tay Khương Vi Nhan. Người đẹp, em đi theo anh đi, em sẽ trở thành người phụ nữ của anh, không chỉ một người, mà cả cái nhà tắm này đều là của em hết. Khương Vi Nhan nhắm chặt mắt, khua loạn cây gậy trong tay. Bụp! Cây gậy trong tay Khương Vi Nhan đập vào giữa trán Cổ Bất Thiêm, ngay lập tức, trên trán gã xuất hiện một vết máu lớn. Khương Vi Nhan hét lớn, các người đừng có qua đây. Đám đàn em của Cổ Bất Thiêm nhìn thấy trán của đại ca mình bị đánh chảy máu, bọn chúng không nói nhiều, lập tức xông lên tát một cái thật mạnh khiến Khương Vi Nhan ngã nhào xuống đất. Cổ Bất Thiêm đá bay tên đàn em của mình, mày làm gì vậy? Nhỡ đánh chết người đẹp của tao thì phải làm sao? Có người đến thử kiểm tra mũi của Khương Vi Nhan, may mắn thay vẫn còn hơi thở. Người đó tiến lên trước nói, đại ca, cô ta hình như tới tìm Khương học bác, có vẻ đây là người mà anh báo muốn bắt, hay là chúng ta đưa cô ta tới chỗ anh báo đi? Cổ Bất Thiêm cân nhắc một chút, nói, đưa người đẹp này vào phòng ngủ của tao trước đã, đợi sau khi tao thịt nó rồi đưa cho anh báo sau, hơn nữa. Người anh báo muốn bắt là Tiêu Chính Văn, chắc không có quan hệ gì với người phụ nữ này đâu. Đám đàn em của Cổ Bất Thiêm lập tức đưa Khương Vi Nhan đang hôn mê vào trong phòng ngủ. Cổ Bất Thiêm nở một nụ cười bị ổi, âm thầm nói, bảo bối nhỏ à, đợi anh tắm xong rồi vào ngay nhé. Không lâu sau khi Khương Vi Nhan rời khỏi biệt thự, Tiêu Chính Văn đã quay về. Tiêu Chính Văn liếc nhìn thấy bức thư trên bàn, bên trong viết, Tiêu Chính Văn. Bố mẹ vợ và cả em vợ màu đều đang ở trong tay tao, nếu muốn bọn họ sống thì nhanh chóng tới nhà tắm nhà họ Cổ trên đường Trường Quang. Nhớ kỹ, chỉ được tới một mình, nếu không, mày chờ nhận xác bọn họ đi. Tiêu Chính Văn cảm thấy có chuyện chẳng lành, lập tức gọi Long Nhất. Long Nhất nghi hoặc hỏi, chủ soái, anh có gì căn dặn? Tiêu Chính Văn hỏi, Khương Vi Nhan đi đâu rồi? Long Nhất trả lời, chị dâu nói chị ấy muốn đi dạo. Thuộc hạ muốn đi theo bảo vệ nhưng chị dâu nhất quyết từ chối, lẽ nào chị dâu xảy ra chuyện gì rồi sao? Tiêu Chính Văn lộ vẻ tức giận, nói, điều 1000 binh lính tới nhà tắm nhà họ Cổ ở đường Trường Quang. Long Nhất đáp, vâng. Tiêu Chính Văn gọi điện thoại cho Tống Hậu Lượng, trong vòng một phút, làm thông đường từ biệt thự tới đường Trường Quang cho tôi. Tống Hậu Lượng thận trọng hỏi, xảy ra chuyện gì rồi sao?
Tiêu Chính Văn ném điện thoại cho Long Nhất, một mình chạy về phía xe. Long Nhất lạnh lùng đáp, nhà Khương Học Bác bị bắt cóc, chủ mẫu một mình đi ứng cứu, hiện giờ chưa rõ sống chết. Tống Hậu Lượng cúp máy, lập tức gọi cho Cục trưởng Tổng cục Giao thông, nói tôi không quan tâm ông dùng cách gì, trong vòng một phút, tất cả các con đường từ biệt thự Thương Hải số 1 đến đường Trường Quang phải thông thoáng. Tống Hậu Lượng lẩm bẩm, bầu trời Tu Hà lại sắp sụp đổ rồi. Tiêu Chính Văn phóng xe đi trước, Long Nhất và 1.000 binh lính theo sau. Brum brum. Tiêu Chính Văn lái chiếc xe Yamaha thẳng về phía nhà tắm nhà họ Cổ. Chiếc xe này là năm đó nhà họ Tưởng gửi tới. Cảnh sát giao thông trên đường Trường Quang nhận được lệnh của Tổng cục Giao thông, lập tức tiến hành khai thông đường. Đường Trường Quang đã bị cấm, tất cả ô tô trên đường đều phải dừng lại hai bên trái phải đường. Cấm đường, cấm đường. Ngay lập tức, hàng loạt chiếc xe của cảnh sát giao thông chạy dài trên con đường bị cấm lưu thông này. Brum brum. Âm thanh ngày càng gần. Tiêu Chính Văn chuẩn bị lái chiếc xe Yamaha vào đường Trường Quang. Khi cảnh sát giao thông nhìn thấy Tiêu Chính Văn, bọn họ không dừng lại mà lập tức xếp thành hai hàng nối tiếp nhau, đèn xe chiếu sáng cả con đường. Tiếng loa của cảnh sát giao thông vang vọng, những người không liên quan lập tức tránh ra. Từng chiếc xe cảnh sát lần lượt dừng lại cách nhau một đoạn, tiếng còi xe inh ỏi. Ngay lập tức, cả con đường Trường Quang đã bị bao phủ bởi xe cảnh sát giao thông. Lập tức mở đường, đây là loại biển báo gì vậy? Chủ xe buộc phải đậu bên lề đường nhìn thấy mà ghen tị. Này, sự nghèo khổ đã kìm hãm trí tưởng tượng của tôi. Lại một chủ xe khác chua xót nói. Một lát sau, Tiêu Chính Văn lái mô tô đi vào đường Trường Quang, một người một xe, oai phong lẫm liệt. Phía sau Tiêu Chính Văn là những chiếc xe ô tô màu đen lần lượt tiến vào. Chào Nghiêm. Soạt soạt soạt. Những cánh tay từ eo lần lượt được đưa lên đặt cạnh Thái Dương bên phải. Cảnh sát giao thông lần lượt bước xuống xe, kính cẩn chào Tiêu Chính Văn, khoảnh khắc đó, những chiếc xe đỗ bên vệ đường đều không khỏi cảm thán. Oa, mau quay lại đi. Người lái xe mô tô Yamaha kia là ai vậy? Sao trông oách thế? Những người không biết cho rằng, Cục Giao thông Tu Hà đang cung kính chào đón công thần của Hoa Quốc. Chiếc xe mô tô của Tiêu Chính Văn lao như bay trên đường Trường Quang, hướng tới nhà tắm nhà họ Cổ. Nhà tắm nhà họ Cổ ở trong một con hẻm rất hẹp, không đủ chỗ cho ô tô đi vào, nhưng một chiếc xe mô tô nhỏ muốn đi qua thì không hề hấn gì. Brum brum. Tiêu Chính Văn lái chiếc mô tô với tốc độ 180 km/h lao vào trong ngõ. Khi Tiêu Chính Văn xuất hiện trong con hẻm nhỏ, dao găm thông qua camera đã nhìn thấy anh. Mục tiêu xuất hiện, mục tiêu đã xuất hiện. Dao găm vội vàng nói, xạ thủ bắn tỉa số 1, lập tức hành động. Xạ thủ bắn tỉa số 1 không thể nào định vị được vị trí của Tiêu Chính Văn vì anh đang lao quá nhanh, liền nói, không được, không thể định vị được mục tiêu. Tiêu Chính Văn lao mô tô một cách hung hãn, hất tung cửa nhà tắm. Một cú nhào lộn tuyệt đẹp trực diện từ chiếc mô tô, hất văng hàng loạt đám đàn em của Cổ Bất Thiêm xuống đất. Tên đàn em hét lên, mày có biết đây là địa bàn của anh gầy không mà dám lộng hành ở đây, chán sống rồi à? Tiêu Chính Văn rồ ga, lao thẳng vào người tên đàn em. Phụt! Hắn nôn ra một ngụm máu tươi, ngã phịch xuống đất. Chương 665, không ai được phép động vào cô ấy. Tiêu Chính Văn nhìn đám đàn ông trần truồng này. Trong mắt hiện lên tơ máu, hét lớn, Khương Vi Nhan đang ở đâu? Mẹ kiếp, đây là địa bàn của đại ca Cố Bất Thiêm bọn tao, các anh em, xử hắn, anh Báo và anh Gầy sẽ thưởng cho chúng ta. Lại một tên nhãi ranh tóc đỏ khác mạnh miệng nói. Sau đó Tiêu Chính Văn nhặt một cây gậy gỗ lên, đập mạnh về phía tên nhãi ranh tóc đỏ đó. Bụp, cơ thể tên đó như con diều bị đứt dây, hắn đập thẳng vào tường. Tiêu Chính Văn cầm thanh gỗ. Bước nhanh về phía tên tóc đỏ đang nằm trên mặt đất. Á! Bụng hắn nóng ran như lửa đốt, đau đến mức không thể chịu nổi. Tiêu Chính Văn hỏi, Khương Vi Nhan đang ở đâu? Tên đàn em tóc đỏ khó khăn duỗi một ngón tay ra, chỉ vào phòng ngủ trên lầu, nói, Khương Vi Nhan đang ở trong phòng ngủ của đại ca, đều là do đại ca sắp xếp, không liên quan gì tới chúng tôi. Đại ca, anh tha cho chúng tôi đi. Tiêu Chính Văn nhặt thanh gỗ lên. Cầm con dao găm trên tay, đâm thẳng vào người tên đàn em tóc đỏ nằm trên đất, đôi mắt của tên đó từ nay về sau vĩnh viễn không thể mở ra được nữa. Tiêu Chính Văn bước thẳng lên tầng 2.
Cổ Bất Thiêm đang ở trong phòng ngủ. Khương Vi Nhan đang nằm trên giường, để lộ chiếc cổ trắng nõn và đôi chân dài miên man. Cổ Bất Thiêm quấn một chiếc khăn tắm quanh eo, bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc rũ rượi. Gã nhìn Khương Vi Nhan đang nằm trên giường, nở một nụ cười bị ổi cực độ. Khương Vi Nhan xoa xoa hai bên thái dương, loạng choạng tỉnh dậy. Cô nhìn khung cảnh xung quanh, bàng hoàng hỏi, đây là đâu vậy? Cổ Bất Thiêm lập tức trả lời, bảo bối, đây là nhà của chúng ta đấy. Khương Vi Nhan nhìn thấy Cổ Bất Thiêm đang cởi trần, cô nhanh chóng co người lại thành quả bóng, hét lớn, ông đừng có qua đây. Cổ Bất Thiêm cười gian trá, nhảy lên người Khương Vi Nhan, đè cô xuống dưới cơ thể mình, hét lớn, em phải hầu hạ anh cho tốt vào. Khương Vi Nhan vật lộn trên giường, cắn mạnh vào tay của Cổ Bất Thiêm một cái. Á! Cổ Bất Thiêm đau đớn hét lên, tát mạnh vào mặt Khương Vi Nhan. Bốp! Một nửa khuôn mặt của Khương Vi Nhan lập tức đỏ bừng lên, bên trên in rõ hình năm dấu tay. Khương Vi Nhan lùi lại, cuộn tròn người, mơ hồ hỏi, chồng ơi anh đang ở đâu? Cổ Bất Thiêm chạm vào bắp tay bị cắn của mình, hét lớn, con chó cái này, lại dám cắn tao. Đêm nay tao sẽ cho mày biết cái giá của việc cắn anh gầy là gì, không chơi được mày thì tao không phải anh gầy. Cổ Bất Thiêm nói xong liền cởi khăn tắm đang quấn quanh eo rồi cười bị ổi lao về phía Khương Vi Nhan. Đúng lúc này, cửa phòng ngủ của Cổ Bất Thiêm bị đạp tung ra. Cổ Bất Thiêm không quay đầu lại mà lập tức hung hăng chửi rủa, đám nhãi danh chúng mày, không phải tao đã nói lúc tao đang làm việc thì không được tùy tiện quấy rầy sao. Nhân lúc tao còn chưa tức giận, mau đóng cửa lại rồi cút đi. Tiêu Chính Văn nhìn thấy Khương Vi Nhan đang cuộn tròn trên giường thì vô cùng tức giận. Anh lập tức lôi Cổ Bất Thiêm xuống giường, giã cho gã một trận như tử. Á á! Cổ Bất Thiêm gào lên. Tiêu Chính Văn vội vàng lao tới, cởi áo khoác mặc cho Khương Vi Nhan. Khương Vi Nhan ôm chặt lấy Tiêu Chính Văn, khóc lóc nói, chồng ơi, em xin lỗi, em sợ lắm. Tiêu Chính Văn cũng ôm lấy Khương Vi Nhan, an ủi, không sao rồi, mọi chuyện không sao rồi, có anh ở đây, em yên tâm. Cổ Bất Thiêm đau đớn bỏ dậy. Hét lớn, mẹ kiếp, dám đánh ông mày. Mày có biết tao là người của anh Lôi không? Dám động vào tao, anh Lôi nhất định sẽ diệt cả lò nhà mày. Tiêu Chính Văn buông Khương Vi Nhan ra, nhảy xuống giường, dùng tay trái đấm vào mặt của Cổ Bất Thiêm. Bộp! Một âm thanh giòn giã vang lên, hai chiếc răng của Cổ Bất Thiêm đã văng ra ngoài. Ngay lập tức, trong miệng Cổ Bất Thiêm chỉ toàn là máu. Cổ Bất Thiêm đã thấy sợ hãi, mồm gã đầy máu. Cầu xin, đại ca, tôi sai rồi, anh tha cho tôi đi, chỉ cần anh tha cho tôi nguyện ý làm trâu làm ngựa, làm gì cũng đều được hết. Không ai được phép động vào cô ấy. Tiêu Chính Văn lúc này đã nổi trận lôi đình, không cho Cổ Bất Thiêm bất kỳ cơ hội nào, một đấm rồi lại một đấm, đấm cho gã đến mức không có thời gian để thở. Cổ Bất Thiêm nói một câu cuối cùng, tôi thật sự sai rồi, tha cho tôi với. Sau đó gã rời khỏi thế giới này vĩnh viễn. Tiêu Chính Văn là khuôn mặt cuối cùng mà Cổ Bất Thiêm nhìn thấy trước khi chết. Lúc này, Long Nhất dắt theo 1.000 binh lính tới phong tỏa toàn bộ nhà tắm của nhà họ Cổ. Long Nhất nghe thấy tiếng van xin ở lầu 2 liền vội vàng chạy lên. Long Nhất quỳ xuống, nói chủ soái, chị dâu, Long Nhất tới muộn, xin chủ soái trách phạt. Lúc này hai mắt Tiêu Chính Văn đỏ ngầu, không ngừng đấm vào mặt Cổ Bất Thiêm. Khuôn mặt của Cổ Bất Thiêm đã bị Tiêu Chính Văn đánh cho tơi tả, không nhìn ra hình dạng gì nữa. Khương Vi Nhan mặc áo khoác của Tiêu Chính Văn, chạy tới ôm anh từ phía sau. Cái ôm này khiến cô cảm thấy rất ấm áp, cô thậm chí cảm thấy, chỉ cần Tiêu Chính Văn ở bên cạnh bảo vệ mình, mây mù giông bão cũng có thể xua tan. Tiêu Chính Văn đứng dậy, ôm Khương Vi Nhan, nói, chúng ta quay về đi. Khương Vi Nhan nhỏ giọng cầu xin, Tiêu Chính Văn, cứu bố mẹ em với. Tiêu Chính Văn khẽ cau mày, nhà họ Khương đã đoạn tuyệt quan hệ với em còn định không tiếc cái mạng này chạy tới đây cứu bọn họ sao? Khương Vi Nhan nói, dù sao bọn họ cũng là bố mẹ của em. Tiêu Chính Văn, anh cứu bọn họ đi mà. Tiêu Chính Văn suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Những gì Khương Vi Nhan muốn bảo vệ, Tiêu Chính Văn sẽ không tiếc mạng sống để bảo vệ. Long Nhất cầu xin, chủ soái, để Long Nhất đi cùng với anh đi. Không cần đâu. Chỉ là một lũ hề, một mình tôi là đủ rồi. Tiêu Chính Văn nghiêm nghị từ chối, nói, Long Nhất,
nhiệm vụ bây giờ của anh là bảo vệ Khương Vi Nhan. Long Nhất quỳ xuống thề, tôi nhất định sẽ bảo vệ Long Mẫu bằng cả mạng sống. Tiêu Chính Văn mặc áo khoác đen, đi tới mái nhà phòng tắm. Anh bước từng bước một, giống như đang bước lên trời, cũng giống như con đường của chiến thần trở lại thế giới. Tiêu Chính Văn đá tung cánh cửa trên mái nhà. Bụp! Cánh cửa bị đạp ra, gia đình ba người Khương Học Bác xuất hiện trước mặt anh. Báo Tử tức giận nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn, chỉ là một thằng ở rể nhỏ bé lại dám ra tay với nhà họ Đàm ở Thượng Hỗ. Đúng là không ngờ được, mày còn có dũng khí tới đây, tao còn nghĩ rằng mày không dám đến chứ. Trong phút chốc, mây mù kéo tới, gió thổi cuồn cuộn. Tiêu Chính Văn đứng trong gió, nói, đến lấy cái mạng chó của mày. Ha ha ha, đám đàn em của Báo Tử đều bật cười ha ha. Báo Tử cũng phá lên cười, thật không biết ai cho mày cái lá gan đó, mày đừng nghĩ là mày đánh được mấy thằng tép siêu ở dưới lầu mà có thể hung hăng với tao. Những kẻ muốn lấy mạng tao đầu đều đã rơi xuống đất rồi, không biết mày có phải một trong số đó không đây. Chương 666, đêm nay, tiêu diệt một thủ lĩnh. Giao găm ẩn mình trong số đám đàn em của Báo Tử. Hắn nói vào tai nghe, số 1, số 2, số 3 tất cả vào vị trí. Hôm nay nhất định phải giết chết Tiêu Chính Văn. Gần mái nhà tắm vang lên những câu trả lời đơn giản, đã rõ. Gần như trong tích tắc, ba xạ thủ trên mái nhà đều điều chỉnh súng bắn tỉa ngắm thẳng vào đầu Tiêu Chính Văn đang đứng ở cửa. Chờ đợi là một kỹ năng cần thiết của một xạ thủ bắn tỉa. Một phát bắn chết là kỹ năng cần thiết của một xạ thủ giỏi. Khương Học Bác nhìn thấy cứu tinh, không chút do dự, nói con rể ơi. Con nhất định phải cứu bố mẹ, mạng sống của bố mẹ đang nằm trong tay con đấy. Khương Thần cũng hét lên, anh rể, anh phải cứu em. Anh không nghĩ cho em thì cũng phải nghĩ cho chị em, nếu như chị em biết em chết rồi, chị ấy nhất định sẽ rất đau lòng. Báo Tử đấm mạnh vào bụng Khương Thần, nói, ổn chết đi được, có tin ông mày giết mày luôn không? Á! Khương Thần co rúm người kêu gào thảm thiết. Báo Tử hất tay, quát lớn, các anh em. Lên cho tôi, ai lấy được đầu của tên Tiêu Chính Văn, ông đây sẽ cho người đó cả cái nhà tắm này luôn. Hừ, Tiêu Chính Văn cười khẩy, đếm ngược từ 10 là tao đã có thể giải quyết hết lũ chúng mày. Đám đàn em của Báo Tử đều tỏ vẻ khinh thường. Một thằng vô dụng ăn bám mà lại dám kiêu căng ngạo mạn như vậy, không sợ sét đánh chúng đầu à, chúng ta xông lên bắt hắn, sau đó quay về chỗ đại ca nhận tiền thưởng. Đám đàn em của Báo Tử lập tức lao về phía Tiêu Chính Văn. 10. Tiêu Chính Văn đấm hai nhát, một đám người đã ngã xuống đất. Lại có một kẻ lao ra định đấm vào người Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn giơ chân lên, đạp một nhát, tên đó ngã sóng xoài ra đất. 9. Một nhóm người khác tay cầm thanh sắt, xông về phía Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn khẽ hất tay một cái, thanh sắt trong tay bọn chúng đã nằm trong tay anh. Tiêu Chính Văn bước từng bước lên trước, đập thanh sắt vào người từng tên một. 8. Bằng. Xạ thủ bắn tỉa số 1 đã bóp cò. Tiêu Chính Văn cảm nhận được tiếng súng từ phía tây bắc, lấy một tên đàn em của Báo Tử ra làm lá chắn. Trong phút chốc, Tiêu Chính Văn ném thanh sắt trong tay ra. Bụp. Xạ thủ bắn tỉa số 1 đã không còn hơi thở. 7. Dao găm gầm lên, số 2, số 3, mau chóng hành động. Cùng lúc đó, Báo Tử đích thân lao về phía Tiêu Chính Văn, anh tung một cú đấm, Báo Tử lùi lại vài bước. 6. Tiêu Chính Văn lao ra, chỉ với một cú đá, Báo Tử đã ngã rạp xuống đất, nôn ra máu, sau đó không còn bất kỳ động đậy nào. 5. Dao găm thấy tình hình không ổn, hắn lập tức lấy súng lục ra, nhắm vào thái dương của Khương Học Bác, hét lớn, không được động đậy, nếu không tao bắn chết ông ta. Khương Học Bác sợ tới mức tim như sắp nhảy ra ngoài, đừng mà, con rể ơi mau cứu bố. 4. Tiêu Chính Văn dừng lại, cẩn thận quan sát. Trong phút chốc, con dao găm trong tay Tiêu Chính Văn bắn ra ngoài, xoay tròn trong không trung, sau đó đâm thẳng vào tay của dao găm. Dao găm đau đớn, khẩu súng rơi xuống đất. 3. Nổ súng, dao găm hét lên bằng tất cả sức lực của mình. Trong tích tắc, xạ thủ số 2 và số 3 lập tức kéo cò. Hai viên đạn nhắm thẳng vào người Tiêu Chính Văn từ hai phía đông nam và tây nam. Anh dồn lực lao về phía Khương Học Bác, nhặt khẩu súng dưới đất lên. 2. Bằng, bằng. Sau khi cầm khẩu súng lục,
Tiêu Chính Văn liền bắn hai phát, một phát về hướng đông nam, một phát về hướng tây nam. Dứt tiếng súng, ở vị trí của hai xạ thủ bắn tỉa không còn bất kỳ âm thanh nào nữa. Một, dao găm liên tục lùi lại phía sau, chuyện duy nhất hắn muốn làm bây giờ là bỏ chạy. Tiêu Chính Văn nâng khẩu súng lục lên, bắn thêm một phát nữa, dao găm lập tức ngã xuống đất, không bao giờ đứng dậy được nữa. Giây phút cuối cùng trước khi chết, dao găm đã nhanh chóng gửi tin tức cho Phi Tiêu ở hộp đêm Tử Vũ, trưởng quan, nhiệm vụ ám sát thất bại rồi. Phi Tiêu hít sâu một hơi, rút tai nghe ra, sau đó ném vào trong ly rượu. Lưu Lôi đã say mềm, đặt tay lên vai Phi Tiêu, còn tự cho là mọi chuyện xong xuôi rồi, hét lớn, cậu Phi Tiêu, đừng lo lắng, thuộc hạ dưới trướng tôi đều là những binh lính tinh nhuệ, bọn họ nhất định sẽ mang đầu của Tiêu Chính Văn quay về, chúng ta uống tiếp đi, không say không về. Phi Tiêu bỏ tay gã ra khỏi vai mình, cố nặn ra một nụ cười, tôi đi vào nhà vệ sinh trước, lát nữa quay lại. Lưu Lôi nói, đi mau về mau nhé. Phi Tiêu ra khỏi căn phòng sau đó lập tức rời khỏi hộp đêm Tử Vũ. Nhiệm vụ thất bại, Tiêu Chính Văn rất nhanh thôi sẽ tìm tới chỗ này. Cứ ở lì ở đây chỉ có con đường chết. Phi Tiêu lấy vành mũ che mặt, không ngoảnh đầu lại, rời khỏi hộp đêm Tử Vũ. Khụ khụ. Báo Tử ho khan vài tiếng, gã khó nhọc đứng dậy, nhưng không còn nhiều sức lực, dù cố gắng thế nào cũng không thể đứng dậy được. Báo Tử nhìn thấy Tiêu Chính Văn càng lúc càng tới gần, sự sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt gã. Báo Tử sợ hãi nói, mày không thể giết tao, mày không thể giết tao, đại ca của tao Lưu Lôi, là thủ lĩnh của thế giới ngầm ở Tu Hà, nếu mày động vào tao, anh Lôi nhất định sẽ không tha cho mày. Tiêu Chính Văn giẫm lên người Báo Tử, nhìn từ trên xuống, lạnh lùng nói, Lưu Lôi ở đâu? Báo Tử trả lời, bây giờ anh ấy đang ở hộp đêm Tử Vũ. Tiêu Chính Văn dùng lực giẫm mạnh, sai vài tiếng rắc, xương cốt vỡ nát, khuôn mặt Báo Tử méo xệch lập tức ngất đi. Một nhóm người leo lên mái nhà tắm, ngay lập tức phát hiện mái nhà vốn dĩ trống không lúc này đã chật kín người. Chủ soái, một nhóm binh lính bài bản của Bắc Lương cung kính quỳ một chân xuống trước mặt Tiêu Chính Văn, anh có gì dặn dò ạ? Tiêu Chính Văn chỉ vào Báo Tử trên mặt đất, lạnh lùng nói, dắt người này đi, tối nay, chúng ta phải rửa máu hộp đêm Tử Vũ. Vâng. Tiếng gầm vang dội nền trời thể hiện bản lĩnh sắt đá có 102 của Bắc Lương. Gia đình Khương Học Bác bình an quay về, còn Khương Vi Nhan và Long Nhất đang đợi Tiêu Chính Văn trong nhà tắm. Lúc này, Tiêu Chính Văn bước xuống lầu. Long Nhất nói, chủ soái. Khương Vi Nhan chạy tới, xoay người Tiêu Chính Văn một vòng, ân cần hỏi, anh không sao chứ? Tiêu Chính Văn nói, đám tép diêu đó làm sao khiến anh bị thương được? Khương Thần hờ hững nói, chị chỉ quan tâm chồng chị. Nhà mình đã phải chịu bao nhiêu đả kích, chị nhìn bố mẹ đi, sợ đến mức mặt mày tái mét rồi kìa. Long Nhất liếc nhìn Khương Thần khiến cậu ta sợ mất mật, vội co rúm người lại trốn sau lưng Khương Học Bác. Khương Vi Nhan nhìn về phía bố mẹ mình, rơi nước mắt nói, bố. Khương Học Bác thở dài một hơi, trong lòng cảm thấy rất ăn năn, nói, không sao, không sao rồi. Sau khi trải qua một trận sinh tử, gia đình bọn họ cuối cùng đã hiểu được, mạng sống là quan trọng nhất. Tiêu Chính Văn nói với Long Nhất, anh sắp xếp 500 người hộ tống Khương Vi Nhan về biệt thự, còn 500 người đi theo tôi đến hộp đêm Tử Vũ. Sau đêm nay, ở Tu Hà sẽ không còn ai tên là Lưu Lôi nữa. Vâng, Long Nhất lập tức sắp xếp. Tiêu Chính Văn gọi điện thoại cho Tống Hậu Lượng, đóng băng toàn bộ tài sản của Lưu Lôi, trong vòng 10 phút, tôi muốn ông ta tán ra bại sản. Chương 667, một mình xông vào hộp đêm. Một cuộc gọi của Tiêu Chính Văn khiến Tống Hậu Lượng hoảng sợ vô cùng. Lưu Lôi là một trong bốn ông hoàng thế giới ngầm của Tu Hà đấy. Tài sản đứng tên gã nhiều không đếm xuể, có hơn 20 hộp đêm và hơn chục sòng bạc ngầm. Điều quan trọng nhất là Lưu Lôi được nhà họ Đàm ở Thượng Hỗ hậu thuẫn. Tuy nhiên, Tiêu Chính Văn lại có thân phận cao quý là tư lệnh sở chỉ huy quân đội Tu Hà. Đừng nói là cường hào ác bá của một Tu Hà, cho dù nhà họ Đàm ở Thượng Hỗ đứng sau Lưu Lôi mò đến cũng phải biết tự cân sức mình. Tống Hậu Lượng cung kính đáp lại, chủ soái, tôi lập tức điều quân đi bắt Lưu Lôi. Tiêu Chính Văn trèo lên chiếc mô tô, phóng về phía hộp đêm Tử Vũ. Long Nhất đi đầu dẫn theo Báo Tử vẫn còn đang hôn mê và 500 binh lính, bắt đầu lên đường tới hộp đêm Tử Vũ.
Lúc này, Tống Băng Văn đang dừng ở bên ngoài nhà tắm của nhà họ Cổ, cô ta nhìn chằm chằm vào trận chiến vừa xảy ra. Tiêu Chính Văn đã đâm thẳng chiếc mô tô vào nhà tắm của nhà họ Cổ, dứt khoát giết chết thuộc hạ của Cổ Bất Thiêm. Sau Tiêu Chính Văn, gần 1.000 binh lính được trang bị vũ trang đầy đủ thuận thế lao vào nhà tắm. Trên nóc nhà tắm nhà họ Cổ vang lên tiếng súng không ngớt. Ngay cả Tống Băng Văn xuất thân từ đồn cảnh sát cũng hoàn toàn sững sờ. Tiêu Chính Văn một mình giết tất cả đám côn đồ trong nhà tắm nhà họ Cổ và toàn bộ sát thủ của hộp đêm Tử Vũ. Ngay sau đó, Tiêu Chính Văn mặc bộ đồ đen lái xe thẳng về phía hộp đêm Tử Vũ, theo sau là 500 binh lính. Tống Băng Văn cũng không dừng lại, cô ta lái xe van theo sát đám người Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn cưỡi xe mô tô phóng nhanh trên đường, trừng mắt nhìn thẳng phía trước. Một lúc sau, Tiêu Chính Văn lao vào hộp đêm Tử Vũ. Bảo vệ của hộp đêm Tử Vũ nhìn chằm chằm vào Tiêu Chính Văn và hét lên, dừng xe, dừng xe. Tiêu Chính Văn phanh gấp, dừng chiếc mô tô ở trước cửa hộp đêm Tử Vũ, đồng thời hất hai bảo vệ của hộp đêm xuống đất. Mẹ kiếp, mày bị mù à? Mày có biết đây là đâu không? Đây là hộp đêm Tử Vũ, là địa bàn của anh Lôi đấy. Mày làm loạn ở đây, e là không muốn sống nữa rồi đấy nhỉ? Một tên bảo vệ lao lên, hung tợn quát. Tiêu Chính Văn nắm lấy cánh tay của tên bảo vệ đang quát mắng, lạnh lùng nói câm mồm. Tên bảo vệ lập tức tức giận, mẹ kiếp, mày dám giở trò ở cửa hộp đêm. Mày có tin tao có thể bóp chết mày trong nháy mắt không? Tiêu Chính Văn hơi dùng sức nhẹ vặn cánh tay tên bảo vệ khiến hắn phải đau đớn kêu la. A, buông tay ra. Tên bảo vệ hét lớn kéo theo tất cả côn đồ của hộp đêm Tử Vũ xuất hiện. Một nhóm người vây quanh Tiêu Chính Văn, chuẩn bị giết anh ngay tại chỗ. Tiêu Chính Văn vung chân đá tên bảo vệ ngã nhào xuống đất, không ngừng di chân qua lại. Các anh em, đây là hộp đêm Tử Vũ, xử lý hắn rồi đưa đến chỗ anh Lôi, để mọi người biết rằng hộp đêm Tử Vũ chúng ta không phải là quả hồng mềm, ai cũng bóp được. Vừa dứt lời, một đám côn đồ dồn dập xông ra từ hộp đêm Tử Vũ. Tiêu Chính Văn tay không tấc sắt đấm đám hề, hết cú đấm này đến cú đấm khác. A a a! Một tiếng hét kinh hãi vang lên, đám côn đồ bắt đầu từ từ rút lui. Chỉ bằng sức lực của một mình, Tiêu Chính Văn đã khiến đám côn đồ của hộp đêm Tử Vũ này phải lùi bước, kẻ nào chống lại tao chỉ có một kết cục là chết. Anh lao lên giống như một con dã thú, há to miệng muốn nuốt chửng hộp đêm Tử Vũ. Mau, đi thông báo cho anh Lôi. Cứ nói có kẻ tới phá hộp đêm, anh em ở ngoài không trụ nổi nữa, bảo anh Lôi mau ứng phó. Một tên côn đồ vội vàng nói. Một tên trong đám lập tức chạy vào hộp đêm, sau một hồi, gã nhanh chóng chạy đến phòng của anh Lôi. Lưu Lôi say khướt hỏi, có chuyện gì? Cái tên phi tiêu kia sao vẫn chưa về? Hay là uống nhiều rượu quá nên ngất luôn ở nhà vệ sinh rồi? Hổ Tử cầm ly rượu lên, hỏi thẳng, ha ha ha. Tửu lượng của anh ta kém lắm, để em uống với anh nhé. Lưu Lôi hỏi, sao báo tử đi lâu như vậy mà vẫn chưa mang đầu của Tiêu Chính Văn về? Mẹ chứ, rốt cuộc cậu ta đang làm cái quái gì vậy? Hổ Tử nói, đại ca, anh cứ uống tiếp đi. Báo tử theo anh hơn 10 năm, lẽ nào anh còn không biết thực lực của anh ta? Anh cứ ở hộp đêm Tử Vũ đợi anh ta là được, báo tử chắc chắn sẽ mang được đầu của Tiêu Chính Văn về, tới lúc đó, anh việc cứ dùng nó làm bóng ra đá qua đá lại. Lưu Lôi nghe xong bật cười. Ha ha ha, đúng, nào uống thôi, chúng ta cứ kiên nhẫn chờ tin vui từ báo tử. Lúc này, một tên đàn em đột nhiên xông vào, hét lớn. Anh Lưu, không ổn rồi. Lưu Lôi vô cùng tức giận, lập tức cầm ly rượu đập vào tên đàn em. Gào lên cái gì, có gì mà phải gào lên há? Có Lưu Lôi tao ở đây, trời sao mà sập được? Hổ Tử hùa theo nói, đây là Tử Vũ. Là nơi anh Lưu bảo kê, có thể xảy ra chuyện gì chứ, hấp ta hấp tấp. Tên đàn em vội vàng quỳ xuống nói với Lưu Lôi, anh Lôi xảy ra chuyện lớn thật rồi. Dầu óc Lưu Lôi quay cuồng, gã nhấp một ngụm rượu, không để ý đến tên đàn em. Ở Tú Hà, người có thể động đến gã chỉ có lác đác vài người. Hơn nữa, bây giờ phía sau gã còn có nhà họ Đàm ở Thương Hỗ chống lưng, đừng nói đến một Tu Hà nhỏ bé. Cho dù là mấy nhân vật máu mặt có chức có quyền cũng không dám tùy tiện động đến gã. Hổ Tử không quan tâm ra mặt, nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện lớn gì, nói cho tao nghe xem nào.
Tên đàn em lo lắng nói, ở cửa hộp đêm có một người đàn ông mặc đồ đen, hình như hắn ta tới để gây chuyện. Hổ tử cau mày hỏi, đối phương có bao nhiêu người? Tên đàn em giơ một ngón tay, đáp chỉ có một người. Chỉ có một người thôi mà sao chúng mày không hạ được hắn? Hổ tử lập tức bước tới, vung chân đá đàn em ngã sóng xoài trên mặt đất, anh lôi nuôi chúng mày làm gì chứ hả? Mày nói ra ngoài, người ta còn tưởng hộp đêm tử vũ này không có người ấy. Tên đàn em rụt rè trả lời, nhưng hắn ta thực sự rất mạnh. Chỉ cần tay không cũng đủ để đánh bị thương nửa số anh em chúng ta rồi. Lưu Lôi chố mắt nói, hổ tử, cậu đi xem thế nào, phế thằng đấy rồi đóng đinh treo hắn lên trước cửa hộp đêm tử vũ, để cho tất cả mọi người nhìn xem kết cục của việc chọc giận tử vũ chúng ta là gì. Hổ tử nhận lệnh, em đi ngay. Hổ tử và báo tử đều là cánh tay đắc lực của Lưu Lôi, đồng thời là những người anh em đã đồng hành cùng Lưu Lôi từ khi gã còn chưa có gì. Thực lực của hổ tử còn mạnh hơn báo tử mấy lần. Gã vội vã đi đến cửa hộp đêm tử vũ. Kể từ khi Lưu Lôi trở thành một trong bốn ông hoàng thế giới ngầm Tu Hà, không một ai dám động chân động tay ở hộp đêm tử vũ này. Chương 668, giết người bằng một cú đấm. Tiêu Chính Văn xông thẳng vào hộp đêm tử vũ, tất cả mọi người có mặt đều nhìn Tiêu Chính Văn như thể đang nhìn người chết. Hộp đêm tử vũ là nơi Lưu Lôi tay trắng làm nên sự nghiệp và cũng là căn cứ địa của một trong bốn ông hoàng thế giới ngầm Tu Hà. Nếu kẻ nào dám làm loạn ở đây chính là không coi Lưu Lôi ra gì. Mà những kẻ đó đều đã biến thành thi thể. Một lúc sau, hổ tử đã đến cửa hộp đêm. Anh hổ! Một giọng nói lớn vang lên từ trong tử vũ. Khách hàng của hộp đêm tử vũ đều đang xì xào bàn tán. E là anh ta đã gây ra chuyện lớn thật rồi. Phải biết hổ tử là cánh tay đắc lực số một của Lưu Lôi. Gã thậm chí còn đâm tiền lão hổ và ngồi tù mấy năm khi tranh giành địa bàn với ông ta. Gã này đúng là một tên ác quỷ giết người không chớp mắt. Bây giờ xem ra anh ta không thể an toàn rời đi rồi. Hổ tử liếc mắt nhìn Tiêu Chính Văn, lập tức kinh ngạc kêu lên, mày là Tiêu Chính Văn. Không phải hắn đang ở nhà tắm nhà họ Cổ sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ báo tử đã thất bại, không giết được Tiêu Chính Văn mà ngược lại còn để Tiêu Chính Văn trốn thoát, hổ tử đột ngột hỏi, báo tử đâu? Anh ta thế mà chưa giết mày, mày may mắn đấy. Tiêu Chính Văn búng tay một cái. Bùm! Cửa hộp đêm tử vũ bị đá tung ra, trong ánh mắt kinh ngạc, sững sờ của đám người, Long Nhất cùng 500 binh lính tiến vào. Long Nhất xách theo một cái xác đang hấp hối bước vào từ bên ngoài hộp đêm tử vũ. Phía sau có 500 binh lính. Long Nhất ném báo tử sắp chết xuống đất. Kẻ đứng đầu hộp đêm tử vũ bị người khác ném xuống đất như một con chó hoang khiến tất cả mọi người có mặt đều bàng hoàng. Trong miệng báo tử toàn máu, nói một cách mơ hồ, cứu tôi với, mau cứu tôi với. Tất cả mọi người trong hộp đêm tử vũ, bao gồm cả khách hàng và đám côn đồ, đều kinh ngạc ra mặt. Người đó hình như là báo tử, hắn là viên tướng dũng mãnh bậc nhất của Lưu Lôi đó. Thế mà bị tên này dễ dàng hạ gục. Anh hổ, đó là anh báo. Bọn chúng thế mà hạ gục được anh báo. Anh hổ, để bọn em giết chết chúng nó báo thù cho anh báo. Hổ tử hung dữ nhìn Tiêu Chính Văn, mày có biết đây là hộp đêm tử vũ địa bàn của anh Lôi không? Nếu mày dám động vào báo tử, bọn tao sẽ giết cả nhà mày. Tiêu Chính Văn không nói một lời, vẫy tay với Long Nhất. Long Nhất lập tức vung tay giơ con dao lên rồi đâm xuống. Sau đó dùng chân dẫm thẳng lên báo tử, hết cú này đến cú khác, dẫm nát hắn. A! À, báo tử chỉ kịp thở hắt ra, phun một ngụm máu, chết ngay tại chỗ. Hổ tử nhìn Long Nhất dẫm chết báo tử, trong lòng bùng lên lửa giận. Không ai dám giết cánh tay phải của anh Lôi trước mặt nhiều người thế này trong hộp đêm tử vũ. Hổ tử hét lên, đây là tử vũ, là địa bàn của anh Lôi, một trong bốn ông hoàng Tu Hà. Nếu mày đã có gan giết người tại đây, tao sẽ cho mày biết ở Tu Hà này, ai mới là người đứng đầu. Hổ tử lao ra, vung cú đấm vào Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn tiến lên một bước, tập trung sức mạnh vào tay phải, đấm thẳng hổ tử. Hai nắm đấm đối đầu nhau. Không ai ngờ hổ tử lại bị đấm bay ngược như diều bị đứt dây, văng ra ngoài. Gã đập mạnh vào tường, miệng không ngừng chảy ra máu. Hổ tử quỳ trên mặt đất, trong mắt hiện lên vẻ khó tin. Gã kinh ngạc nói, mày, gã còn chưa kịp nói xong đã dập đầu xuống đất, không còn hơi thở.
Tư thế này của Hồ Tử tựa như đang quỳ lạy tạ tội với Tiêu Chính Văn. Đúng vậy, chỉ bằng một cú đấm, Hồ Tử đã bị hạ gục. Tiêu Chính Văn cuộn chặt tay, hét lên giận dữ, đêm nay chính là ngày tàn của hộp đêm Tử Vũ. Trong một buổi đêm, cánh tay trái phải đắc lực của Lưu Lôi đều chết trong tay Tiêu Chính Văn. Đám côn đồ đi theo Hồ Tử càng thêm hoảng sợ, chạy tứ phía, mau, mau thông báo cho anh Lôi, anh Báo và anh Hổ đều chết rồi. Tiêu Chính Văn ra lệnh, kiểm tra và phong tỏa hộp đêm Tử Vũ, không được bỏ sót bất cứ một tên nào bên phe Lưu Lôi. Long Nhất cùng 500 binh lính phía sau cung kính đáp, rõ. Kiểm tra và phong tỏa hộp đêm Tử Vũ, tôi xem ai dám. Đột nhiên, một đội tuần tra xông vào. Trưởng quan đội tuần tra nắm chặt súng ngắn trong tay, dẫn đầu một đội tuần tra vây quanh Tiêu Chính Văn cùng 500 binh lính. Long Nhất nhanh chóng tiến lên, trầm giọng nói, anh là ai? Đây là hiện trường thi hành pháp luật của chủ soái. Nếu các anh không hợp tác thì lập tức cút ra ngoài. Trưởng quan lấy ra súng ngắn, dí vào trán Long Nhất, ông đây là Hoàng Khắc Tư, trưởng quan đội tuần tra Tu Hà. Đây là địa bàn của tôi. Nếu các anh muốn phong tỏa nơi này, cho dù tôi đồng ý, nhưng cấp dưới sau tôi và khẩu súng trên tay tôi thì không cho phép. Long Nhất cau mày nói, anh đã hỏi cấp trên Tống Hậu Lượng của anh chưa? Có biết là anh đang chống lại mệnh lệnh của anh ta không? Đám người hộp đêm Tử Vũ đã gọi cuộc điện thoại khẩn cấp cho Hoàng Khắc Tư, khiến trưởng quan Hoàng vội vàng rời khỏi vòng tay của người đẹp mà đến đây. Ban đầu, Hoàng Khắc Tư nghĩ là Tống Băng Văn đang gặp rắc rối, nhưng khi đến Tử Vũ, hắn mới biết hóa ra là một đám mù mắt muốn đập phá hộp đêm Tử Vũ. Hoàng Khắc Tư bật cười, nói, một kẻ như anh mà cũng biết Tổng Tư lệnh Tống cơ à? Lại còn biết được cả mệnh lệnh của Tổng Tư lệnh Tống. Anh đánh giá cao bản thân quá đấy. Long Nhất lập tức sầm mặt xuống, nói, bỏ súng xuống, nếu không anh chỉ có đường chết thôi. Hoàng Khắc Tư bóp cò súng, hung ác nói, Hoàng Khắc Tư tôi bảo kê cho hộp đêm Tử Vũ này đấy. Nếu các người không biết điều mà rời đi, có tin chỉ cần tôi hạ lệnh một cái, toàn bộ các người sẽ bị đánh như tử không hả? Lưu Lôi bước ra khỏi phòng, vừa nhìn thấy xác của Hổ Tử và Báo Tử, hắn tức giận hét lên, dám động đến người của tao ở trong hộp đêm Tử Vũ, hôm nay không một ai có thể sống sót rời khỏi đây. Trưởng quan Hoàng, giao những người này cho tôi sẽ xé xác bọn chúng thành nhiều mảnh. Lưu Lôi tức giận, hét lên với Hoàng Khắc Tư. Hoàng Khắc Tư mỉm cười, nói anh Lôi, bọn chúng đập phá địa bàn của anh, đương nhiên tôi sẽ giao cho anh xử lý. Lưu Lôi nói, được, trưởng quan Hoàng, sau này anh đến hộp đêm Tử Vũ, Lưu Lôi tôi sẽ bao trọn toàn bộ chi phí. Hoàng Khắc Tư vui vẻ ra mặt, vậy thì tôi cảm ơn anh Lôi rất nhiều. Cá mè một lứa. Lưu Lôi công khai hối lộ trước mặt người khác, mà Hoàng Khắc Tư cũng dám công khai thông đồng với Lưu Lôi, nhận lời đề nghị đút lót riêng của Lưu Lôi. Lưu Lôi quát tháo, lên hết cho tao, không tha cho bất kỳ một đứa nào cả, đánh chết chúng. Long Nhất lập tức vung tay đoạt lấy súng ngắn của Hoàng Khắc Tư, bắt Hoàng Khắc Tư làm con tin, nếu ai dám động đậy, tôi giết chết hắn. Lưu Lôi giễu cợt, giết, không tha cho đứa nào. Hoàng Khắc Tư vội vàng xua tay, nói, đừng có động đậy mà, đừng có mà động đậy đấy. Lưu Lôi vừa ra lệnh, đám đàn em của gã lập tức bắt đầu tấn công đám người Tiêu Chính Văn. Hừ, Tiêu Chính Văn hừ một tiếng lạnh lùng, nói, không biết tự lượng sức mình. Tử Vũ là địa bàn của Lưu Lôi nên trong nháy mắt đã tập hợp toàn bộ đàn em của gã, cộng với người của Hoàng Khắc Tư là gần 1.000 người. Xét về số lượng, nhân lực của Lưu Lôi gấp đôi bên Tiêu Chính Văn. Tuy nhiên, những binh lính này đều là những cao thủ bậc nhất, lấy một địch 10 là điều rất đối bình thường. Đây rõ ràng là một vụ tàn sát từ một phía. Chương 669, đưa tất cả đi. Nhưng chỉ trong vài phút, toàn bộ gần 1.000 người bên Lưu Lôi đều ngã xuống. Tiêu Chính Văn đá Lưu Lôi vào tường khiến gã đau đớn ôm lấy ngực kêu oai oái. Hoàng Khắc Tư nhìn chằm chằm vào người đàn ông đứng giữa hộp đêm Tử Vũ, vẻ mặt hết sức suy sụp. Dù vượt trội về số lượng nhưng bên Lưu Lôi đến 3 phút cũng không trụ nổi. Không biết kẻ nào trong đám đông hét lên, Tổng Tư lệnh Tống của Tổng cục Chấp pháp Tu Hà đến rồi. Câu nói này khiến Hoàng Khắc Tư rất tự tin. Hắn nhìn chằm chằm vào Tiêu Chính Văn, quát anh xong rồi, Tổng Tư lệnh Tống của Tổng cục Chấp pháp Tu Hà đến rồi. Hôm nay anh động vào người của đồn cảnh sát Tu Hà, Tổng Tư lệnh sẽ không tha cho anh đâu. Anh cứ đợi đấy,
Tôi sẽ bắt anh phải quỳ dưới chân tôi xin tha. Long Nhất giẫm mạnh chân vào mặt Hoàng Khắc Tư khiến hắn ngậm miệng ngay lập tức. Tiêu Chính Văn nói với Lưu Lôi, ai bảo ông ra tay. Lưu Lôi ương ngạnh quay đầu lại, mày cho rằng tao chỉ có chút người ở hộp đêm tử vũ này thôi sao? Nói cho mày biết, đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm dưới tay Lưu Lôi tao thôi. Mày nghĩ là mình còn ngang ngược được bao lâu nữa hả? Đợi đến khi Tổng Tư lệnh Tống tới đây, toàn bộ đám người chúng mày sẽ trở thành một đám tù nhân. Tới lúc đó tao sẽ đích thân dẫn toàn bộ anh em của các địa bàn khác xông thẳng vào nhà họ Khương, giết chết bố mẹ vợ mày, sau đó trói người phụ nữ của mày lên giường để từng tên đàn em tao chà đạp. Lưu Lôi không ngừng cười lớn, dường như gã nghĩ mình đã nắm chắc phần thắng. Tiêu Chính Văn đấm mạnh vào mặt Lưu Lôi, đi chết đi. Bốp! Răng của Lưu Lôi vỡ vụn, miệng toàn là máu. Tống Hậu Lượng sải bước tiến vào sảnh của hộp đêm tử vũ. Lưu Lôi hộc máu mồm, nói to, Tổng Tư lệnh Tống, tôi là Lưu Lôi. Anh mau tới cứu tôi. Lưu Lôi cảm nhận được anh ta không hề đi theo đúng kịch bản mà gã và Hoàng Khắc Tư đã vạch sẵn, mà cung kính nói với Tiêu Chính Văn, anh Tiêu, chúng tôi đã phong tỏa địa bàn của Lưu Lôi, thậm chí còn phát hiện hơn 1.000 cân thuốc cấm. Hoàng Khắc Tư chết sững, nhân vật có địa vị hàng đầu ở Tu Hà là Tổng Tư lệnh Tống, không ngờ lại cúi đầu trước một người. Mà người đó chính là Tiêu Chính Văn, kẻ đang kiểm tra phong tỏa hộp đêm tử vũ. Hoàng Khắc Tư trông như sắp chết đến nơi, lần này e là hắn đập chân phải đá rồi. Xong rồi, lần này xong thật rồi. Lưu Lôi cũng kinh ngạc ra mặt, những thứ gã phấn đấu nửa đời người mới có được, ngai vàng của một trong bốn ông hoàng thế giới ngầm Tu Hà, thậm chí là chỗ dựa vững chắc là nhà họ Đàm ở Thượng Hỗ. Gã hoàn toàn có thể một tay che trời ở thế giới ngầm Tu Hà. Hơn nữa còn có thể trở thành ông hoàng của Tu Hà. Nhưng tất cả những thứ này dưới bàn tay của Tiêu Chính Văn đã hóa thành hư không. Tống Băng Văn chen vào từ đám đông, báo cáo cho Tống Hậu Lượng, Tổng Tư lệnh Tống, tôi nghi ngờ rằng hộp đêm tử vũ cũng chứa thuốc cấm. Trước đây tôi đã thông báo cho trưởng quan Hoàng, nhưng anh ta không tiếp nhận. Tống Hậu Lượng liếc nhìn Hoàng Khắc Tư kiểm tra. Hoàng Khắc Tư bị nhìn chằm chằm mà chột dạ, không dám ngẩng đầu lên. Một lúc sau, cấp dưới báo cáo, tiếp tục thu giữ được 200 cân thuốc cấm. Tống Hậu Lượng hét lên, Hoàng Khắc Tư cậu được lắm, cậu dám lợi dụng chức vụ giúp Lưu Lôi tàng trữ thuốc cấm. Đưa đến tư pháp xét xử. Hoàng Khắc Tư hét lớn xin tha, Tổng Tư lệnh Tống, oan quá, các người xử oan cho tôi rồi. Trong tiếng xin tha không ngừng vang lên, Hoàng Khắc Tư bị đưa đi ngay lập tức. Chứng kiến vết xe đổ là Hoàng Khắc Tư, Lưu Lôi đột nhiên hoảng sợ. Hu hu, Lưu Lôi rưng rưng nước mắt xin tha, cậu Tiêu, xin cậu giơ cao đánh khẽ tha cho tôi đi mà. Cậu tha cho tôi lần này đi, đều tại tôi không biết giữ mồm miệng, xin cậu động lòng từ bi tha cho tôi một con đường sống. Đời này tôi xin làm trâu làm ngựa cho cậu, tôi cam tâm tình nguyện mà. Tôi hỏi, ông trả lời, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Được, được, tôi biết thì sẽ thưa, không biết thì dựa cột mà nghe. Lưu Lôi gật mạnh. Tiêu Chính Văn hỏi, ai sai ông đi giết người? Lưu Lôi đáp, là nhà họ Đàm ở Thượng Hỗ. Họ nói, tôi phải lấy được đầu của cậu trước khi ông hai nhà họ Đàm tới, bằng không, tôi sẽ mất tất cả. Tôi cũng chỉ là bất đắc dĩ nên mới phải ra tay với cậu Tiêu mà. Tiêu Chính Văn vô cùng nhạy bén, anh cảm nhận được dao găm và ba tay súng bắn tỉa ẩn mình trong bóng tối đó không phải là kẻ mà Lưu Lôi có thể mời được, họ giống như lính đặc vụ rình rập đã lâu. Tiêu Chính Văn hỏi, chuyện sắp xếp lính bắn tỉa trong nhà tắm nhà họ Cổ là thế nào? Lưu Lôi hơi khó hiểu, sau đó nói, chuyện này tôi thật sự không biết. Tôi chỉ cho báo tử tới nhà tắm nhà họ Cổ để giết cậu, chứ không bố trí lính bắn tỉa, hoặc có thể là do cậu Phi Tiêu bố trí. Tiêu Chính Văn, Phi Tiêu. Lưu Lôi gật đầu nói hắn tới cũng là để ám sát cậu Tiêu, vừa rồi hắn còn cùng tôi uống rượu ở đây, đi vệ sinh xong liền biến mất Tiêu. Tiêu Chính Văn suy nghĩ một hồi, nói Tổng Tư lệnh Tống, chuyện ở đây giao cho anh, giải quyết việc công không được nhân nhượng. Tống Hậu Lượng gật đầu, rõ, thuộc hạ chắc chắn sẽ làm theo nguyên tắc, không một ai thoát được đâu. Tiêu Chính Văn đứng dậy rời đi, Lưu Lôi quỳ trên mặt đất hét lớn với Tiêu Chính Văn, cậu Tiêu, xin cậu tha cho tôi với. Tống Hậu Lượng không chút nể mặt gào lên, liểm tra và phong tỏa hộp đêm tử vũ, bắt giữ hết tất cả những người liên quan đến vụ việc. Đùa đi.
Tống Băng Văn nói với Tống Hậu Lượng, chú, Tiêu Chính Văn đó là ai vậy? Tống Hậu Lượng nói đầy ẩn ý, cháu chỉ cần biết anh ấy là một nhân vật máu mặt ở Hoa Quốc là được. Ở trước mặt anh ấy, chú chỉ là một con kiến nhỏ nhoi thôi. Tống Băng Văn nhìn về phía bóng lưng của Tiêu Chính Văn, trong trận chiến đêm nay, cô ta đã nhìn thấy thực lực mạnh mẽ và địa vị kinh người của Tiêu Chính Văn. Rốt cuộc anh là ai? Tống Băng Văn bắt đầu có hứng thú với Tiêu Chính Văn. Chuyện ở hộp đêm Tử Vũ, Tiêu Chính Văn yên tâm giao cho Tống Hậu Lượng xử lý. Anh ta đảm nhiệm chức Tổng Tư lệnh Tổng cục Chấp pháp Tu Hà nhiều năm như vậy, Tiêu Chính Văn vẫn luôn tin tưởng vào năng lực của anh ta. Tiêu Chính Văn vội vàng chạy đến biệt thự, anh háo hức muốn trở về với Khương Vi Nhan. Long Nhất trả lời điện thoại. Xảy ra chuyện gì, Tiêu Chính Văn lạnh lùng hỏi. Chủ soái, nhiệm vụ anh giao cho chúng tôi điều tra nội gián trong biệt thự, đã tra ra được rồi. Long Nhất nói một cách nghiêm trọng. Ai, Tiêu Chính Văn cau mày. Nhân viên quét dọn vệ sinh trong biệt thự, Chu Vũ Kiệt. Long Nhất đáp. Người hiện ở đâu? Hắn hiện đang bị nhốt trong phòng ở biệt thự, chờ chủ soái thẩm vấn. Hắn có nói ra chuyện gì không? Không. Hắn nói chỉ khi chủ soái đích thân thẩm vấn hắn, hắn mới nói ra toàn bộ chuyện hắn biết. Tiêu Chính Văn cúp điện thoại, phóng xe mô tô đến thẳng biệt thự Thương Hải số 1. Tiêu Chính Văn vừa vào biệt thự liền đi thẳng tới phòng Long Nhất nói. Khi Tiêu Chính Văn bước vào phòng, anh nhìn thấy Chu Vũ Kiệt. Tiêu Chính Văn không nhận ra người này, ẩn mình giữa đám đông mà không bị phát hiện là một kỹ năng cần thiết của đặc vụ chìm. Người toàn thân bẩn thỉu này tên là Chu Vũ Kiệt. Một nhân viên của biệt thự, chuyên đảm nhận công việc dọn dẹp vệ sinh. Hình như mấy ngày gần đây hắn mới chuyển đến làm việc trong biệt thự. Chương 670, ông hai nhà họ Đàm. Cả người Chu Vũ Kiệt thả lỏng hết mức, cố gắng tỏ ra bình tĩnh như không có việc gì. Hắn quay về phía Tiêu Chính Văn mấp máy môi, như muốn ra hiệu nói gì đó cho Tiêu Chính Văn nghe. Mặc dù Chu Vũ Kiệt cố gắng không để Tiêu Chính Văn nhìn ra điều gì bất thường, nhưng hắn vẫn không thoát khỏi ánh mắt nhạy bén của Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn cảm nhận được hai tay Chu Vũ Kiệt đang che giấu gì đó. Tiêu Chính Văn bước tới, đấm thẳng vào mặt Chu Vũ Kiệt. Động tác của Tiêu Chính Văn dứt khoát, khiến Chu Vũ Kiệt không kịp phản ứng lại liền ngã nhào xuống đất. Hắn đứng lên, máu mũi chảy ràn rụa. Tiêu Chính Văn bẻ ngược hai tay Chu Vũ Kiệt ra sau, giật lấy kim châm trên tay hắn rồi đâm vào da của hắn. A! Chu Vũ Kiệt gào thét thảm thiết, cánh tay lập tức không còn sức lực. Động tác thành thục này khiến Chu Vũ Kiệt căn bản không còn sức phản kháng. Tiêu Chính Văn thấy cánh tay Chu Vũ Kiệt đột nhiên chảy ra máu đen, chậm rãi hỏi, kim tầm nọc độc bỏ gạp đen, trong vòng 10 phút không có thuốc giải độc thì sẽ xâm nhập vào xương cốt, không thuốc nào có thể chữa trị. Chu Vũ Kiệt kinh ngạc không thôi, hắn qua mặt được Long Nhất nhưng không thể qua nổi ánh mắt Tiêu Chính Văn. Không sai. Trước đó Chu Vũ Kiệt muốn gặp Tiêu Chính Văn, là để lợi dụng kim tẩm nọc độc bỏ gạp đen này giết chết Tiêu Chính Văn. Lúc bước vào biệt thự, mục tiêu duy nhất của hắn là hoàn thành nhiệm vụ. Hai binh lính canh gác tiến vào, thấy Chu Vũ Kiệt dám che giấu kim tẩm nọc bỏ gạp đen, lập tức quỳ một chân xuống nói, chúng tôi đã không phát giác có người cất giấu kim độc, để chủ soái gặp nguy hiểm, mong chủ soái chỉ tội. Đứng lên đi, Tiêu Chính Văn nói. Hai binh lính đứng lên nói, cảm ơn chủ soái. Chu Vũ Kiệt trừng mắt liếc xéo Tiêu Chính Văn với vẻ không thể tin được. Một lúc sau, Tiêu Chính Văn rút kim châm ra, đưa cho người khác. Sau đó, Tiêu Chính Văn đi thẳng vào vấn đề, nói anh chỉ còn 10 phút, nếu không đưa ra lời giải thích thì sẽ chết. Chu Vũ Kiệt cũng không chần chừ, nói thẳng, tôi giải thích, anh nhất định phải giữ mạng cho tôi. Độc bỏ gạp đen không hổ là kịch độc. Mới trôi qua một phút mà cả cánh tay Chu Vũ Kiệt đã biến thành màu đen, ngay cả môi cũng trở nên đen xì. Tiêu Chính Văn ngồi đối diện Chu Vũ Kiệt nói, anh không có cơ hội để thương lượng. Chu Vũ Kiệt im lặng một lúc, nhưng cánh tay lại cảm thấy đau đớn khủng khiếp. Hắn lựa lời nói, tôi là được tướng quân Đồ Hưu cử tới, những tên sát thủ đó đều do tôi dụ đến, còn có bức thư cầu cứu cũng là tôi để đó. Tiêu Chính Văn nhìn chằm chằm Chu Vũ Kiệt, trầm mặc không nói gì. Chu Vũ Kiệt tiếp tục nói, nghe nói gần đây tướng quân Đồ Hưu có phái một tổng chỉ huy tới, chuyên sắp xếp sát thủ tới ám sát anh. Biệt danh của hắn là Phi Tiêu. Phi Tiêu. Hóa ra Phi Tiêu mà Lưu Lôi nhắc đến chính là hắn, tay súng bắn tỉa trong phòng tắm nhà họ Cổ là do hắn sắp xếp.
Tiêu Chính Văn hỏi tiếp, bây giờ hắn đang ở đâu? Chu Vũ Kiệt nói, không ai biết hắn đang ở đâu, hắn không có địa điểm đặt chân cố định ở Tu Hà. Tiêu Chính Văn cau mày, ra khỏi phòng nói với binh lính ngoài cửa, để hắn tự sinh tự diệt. Tiêu Chính Văn từ đầu đến cuối cũng không có ý định tha cho hắn, dám ra tay với Khương Vi Nhan thì chỉ có con đường chết. Tiêu Chính Văn trở về biệt thự, thấy Na Na đã ngủ say. Lúc này, Khương Vi Nhan ôm lấy Tiêu Chính Văn, em còn nghĩ hôm nay sẽ không gặp lại anh nữa. Tiêu Chính Văn mỉm cười, hãy nhớ rằng, không ai có thể đưa em rời khỏi anh, thần chết cũng không thể. Khương Vi Nhan cay mũi, bật cười. Tiêu Chính Văn tắt đèn, ôm lấy Khương Vi Nhan chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, trời sáng. Tin tức về hộp đêm Tử Vũ cùng với hàng chục khách sạn và sòng bài bị phong tỏa, còn có tin tức Lưu Lôi bị bắt đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ ở Tu Hà. Mọi người đều kinh ngạc về thủ đoạn đẫm máu của người ở hộp đêm Tử Vũ. Phải biết rằng, hộp đêm Tử Vũ là tài sản của Lưu Lôi, ở Tu Hà ai ai cũng biết. Hơn nữa quan hệ của Lưu Lôi và nhà họ Đàm ở Thượng Hỗ không hề đơn giản. Lúc này, ông hai nhà họ Đàm sắp đặt chân đến Tu Hà. Đồng minh Lưu Lôi của nhà họ Đàm đã bị bắt, điều này chắc chắn như một cái bạt tai đánh thẳng vào mặt nhà họ Đàm. Cùng lúc đó, ông hai nhà họ Đàm đang ngồi trên máy bay uống cà phê. Ông hai nhà họ Đàm là Đàm Bát Diệu, mặc quần áo bó sát, cơ bắp toàn thân đều lộ rõ ra bên ngoài. Ánh mắt ông ta sắc như kiếm, kết hợp với khuôn mặt vuông, toát ra khí thế không gì diễn tả được. Một thuộc hạ bước đến trước mặt. Tên hắn là Trần Kiệt, là đồ đệ của Đàm Bát Diệu, đã đi theo Đàm Bát Diệu suốt 10 năm, cũng là người mà Đàm Bát Diệu tin tưởng yêu quý nhất. Hơn nữa, Trần Kiệt cũng là thuộc hạ của nhà họ Đàm, bản lĩnh võ thuật của hắn đều do một tay Đàm Bát Diệu dạy dỗ. Nghiêm túc mà nói, Trần Kiệt phải gọi Đàm Bát Diệu một tiếng bố. Khi chỗ ngồi của Đàm Bát Diệu hơi thấp, Trần Kiệt sẽ quỳ ngay một chân xuống, để đầu thấp hơn Đàm Bát Diệu. Bao nhiêu năm nay, thái độ của Trần Kiệt vẫn luôn rất có chừng mực. Trần Kiệt cúi đầu nói, sư phụ, hôm qua Tu Hà đã xảy ra một chuyện lớn. Đàm Bát Diệu hỏi, ồ, là tin tốt của Lưu Lôi đúng không? Hay là Tiêu Chính Văn đã chết không toàn thây? Đàm Bát Diệu vẫn không coi Tiêu Chính Văn ra gì, trong mắt ông ta, ông trùm thế giới ngầm Tu Hà như Lưu Lôi muốn giết Tiêu Chính Văn chắc hẳn rất dễ dàng. Trần Kiệt lắc đầu, không phải ạ, đêm qua, Lưu Lôi đã bị Tống Hậu Lượng bắt đi rồi. Hơn nữa, toàn bộ tài sản của Lưu Lôi cũng bị Tống Hậu Lượng phong tỏa, Lưu Lôi xong đời rồi. Nghe thấy vậy, Đàm Bát Diệu nổi giận, ném tách trà trong tay khiến nó vỡ vụn. Sau đó, ông ta giận dữ nói, tên Tống Hậu Lượng này không phải đang bắt Lưu Lôi, mà là đánh vào mặt nhà họ Đàm chúng ta. Biết tôi sắp tới Tu Hà, nên đánh ra oai phủ đầu đây mà. Trần Kiệt tiếp tục nói, chỉ e là không chỉ như vậy. Đàm Bát Diệu nghi ngờ nói, con nói tiếp đi. Trần Kiệt trả lời, nghe nói, người đi cùng Tống Hậu Lượng đến phong tỏa hộp đêm Tử Vũ, khiến Lưu Lôi lọt lưới, còn có Tiêu Chính Văn. Rất có khả năng hắn là một nhân vật lớn nào đó. Đàm Bát Diệu bật cười, lại là Tiêu Chính Văn, ngày trước hắn khiến Tử Thạch rơi vào lưới, hôm nay lại khiến Lưu Lôi lọt lưới. Hắn thật sự muốn đối đầu với nhà họ Đàm tôi, hắn cho rằng nhà họ Đàm không có ai sao. Một thằng ở rể vô dụng, tôi phải xem hắn còn có thể tạo ra sóng gió gì nữa. Trần Kiệt nói thẳng, sư phụ, con xin chỉ thị, một khi xuống máy bay, con muốn đi bắt tên Tiêu Chính Văn đó tới, bắt hắn phải quỳ xuống dưới chân sư phụ xin tha mạng, để hắn biết rằng nhà họ Đàm chúng ta lợi hại thế nào. Đàm Bát Diệu cười nói, được, nếu đã như vậy, thì con hãy tới nhà họ Khương, bắt tên Tiêu Chính Văn tới đây, sư phụ sẽ đích thân đến Tổng cục chấp pháp Tu Hà một chuyến. Sư phụ muốn xem thử rốt cuộc Tống Hậu Lượng có coi nhà họ Đàm chúng ta ra gì hay không. Một luồng khí thế đột nhiên tỏa ra khắp máy bay, thể hiện rõ thực lực quân vương huyền cấp 2 sao của Đàm Bát Diệu. Đàm Bát Diệu lấy ra một hộp báu vật mà anh cả của ông ta Đàm Lệnh Hồ bảo ông ta đem tới, ma sát nhẹ nhàng trên tay. Bên trong chiếc hộp này có chứa thứ quý giá khiến Tống Hậu Lượng phải cúi mình, là báu vật của tổ tiên nhà họ Đàm ở Thượng Hỗ truyền lại. Lần này, để cứu Đàm Tử Thạch, nhà họ Đàm đã phải bỏ ra báu vật gia truyền tuyệt thế. Tiêu Chính Văn, Tống Hậu Lượng. Chúng mày đợi đấy, ông đây nhất định sẽ nghiền nát chúng mày. Chương 671, lập lời thề ở sân bay. 2 giờ chiều,
máy bay của Đàm Bát Diệu hạ cánh tại sân bay quốc tế Tu Hà. Nhưng từ 8 giờ sáng đã có vài người xuất hiện tại sân bay, trong số những người này có các thương gia giàu có và thế lực ngầm ở Tu Hà. Lưu Lôi bị Tống Hậu Lượng bắt đi, bây giờ đã bị giam trong nhà giam của Tổng cục Chấp pháp Tu Hà. Tai mắt thám thính của nhà họ Đàm ở Tu Hà đã bị nhổ tận gốc, đối với nhà họ Đàm mà nói, đây chắc chắn là một cú đả kích hủy diệt. Những người ở đây đều có mục đích riêng, danh nghĩa là tiếp đón nhưng thực tế lại là muốn tiếp nhận tất cả những gì Lưu Lôi có được ở Tu Hà. Đàm Bát Diệu vừa xuống máy bay, đám người này liền bước nhanh đến. Một ông già tóc bạc nói với Đàm Bát Diệu, ông Hai Đàm, cuối cùng ông cũng tới. Nhà họ Tiết chúng tôi chờ ông ở đây lâu lắm rồi, ông cụ nhà chúng tôi muốn mời ông tới nhà họ Tiết nói chuyện, ông nhất định phải tới đấy. Ông Hai Đàm, tôi là Mục Sơn của Hộp Đêm Tử Hoàng, gần đây nghe nói Lưu Lôi bị thất thế ở Tu Hà, chúng tôi vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi. Bây giờ ông Hai Đàm đến rồi, chúng ta cùng nhau tụ họp ở Hộp Đêm Tử Hoàng nhé. Một người đàn ông có vết sẹo do dao kiếm trên mặt bước ra từ trong đám người, lớn tiếng nói. Ông Hai Đàm, còn có chúng tôi, ông nhìn bên này, đám người đó vô cùng nhiệt tình và kích động. Trần Kiệt liếc nhìn một lượt, cúi đầu nói với Đàm Bát Diệu, Lưu Lôi ngã ngựa, những người này vừa nhìn là biết muốn nhận được sự ủng hộ của nhà họ Đàm chúng ta. Sư phụ, hay là để con hộ tống sư phụ ra ngoài. Đàm Bát Diệu xua tay, hít sâu một hơi. Cao giọng nói với đám người trước mặt, tôi là Đàm Bát Diệu ông Hai nhà họ Đàm, gần đây, thiếu gia nhà họ Đàm bị hãm hại vào tù, Lưu Lôi thất thế, đây rõ ràng là âm mưu nhắm vào nhà họ Đàm chúng tôi. Đàm Bát Diệu tôi thông báo với mọi người ngay tại đây, ai đã hợp tác với nhà họ Khương thì mau chóng cân nhắc phân lượng của mình, Đàm Bát Diệu tôi muốn lấy đầu của Tiêu Chính Văn. Ông ta vừa dứt lời, tất cả mọi người đều cảm thấy thương xót cho Tiêu Chính Văn. Nhà họ Khương và Tiêu Chính Văn e là không chịu nổi cơn giận của nhà họ Đàm. Đàm Bát Diệu dưới sự hộ tống của Trần Kiệt đã rời khỏi sân bay quốc tế Tu Hà, đến thẳng Tổng cục Chấp pháp Tu Hà. Lời nói của Đàm Bát Diệu chính là lời cảnh cáo cho những ai đang hợp tác với nhà họ Khương, nhà họ Đàm muốn ra tay với nhà họ Khương, ai không muốn bị liên lụy thì mau chóng xóa bỏ hợp đồng với nhà họ Khương. Tin tức nhanh chóng truyền đi, trong chốc lát. Gần như tất cả người dân Tu Hà đều biết nhà họ Đàm muốn ra tay với nhà họ Khương. Hơn nữa, ông Hai nhà họ Đàm còn nói rõ, bất kỳ kẻ nào còn dám hợp tác với nhà họ Khương, thì cũng sẽ trở thành kẻ địch của cả nhà họ Đàm ở Thượng Hỗ. Trong lúc này, Khương Văn Kỳ và đám người nhà họ Khương đang lo lắng như kiến bò trên chảo nóng, không ngừng đi đi lại lại trong sảnh lớn. Người làm người nhà họ Khương tới báo cáo. Tổng Giám đốc Lưu của Tập đoàn Tân Nguyệt Tu Hà quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng, còn chính thức vạch rõ ranh giới với nhà họ Khương. Tổng Công ty Nhất Khí Tu Hà cũng quyết định đơn phương dừng hợp đồng, chính thức phân rõ ranh giới với nhà họ Khương. Chỉ một lúc, gần như tất cả doanh nghiệp ở Tu Hà đều không bằng lòng tiếp tục hợp tác với nhà họ Khương, chỉ vì câu nói của ông Hai nhà họ Đàm. Khương Văn Kỳ lớn tiếng quát tháo, mau đi tìm, bất luận thế nào cũng nhất định phải tìm được nguồn cung ứng. Đám người làm nhà họ Khương vội vã rời khỏi đại sảnh. Khương Văn Kỳ còn nói thêm một câu, mau gọi Khương học bác tới đây cho tôi muốn xem, rốt cuộc tối qua họ đã làm những gì. Không lâu sau, Khương học bác bị đám người làm nhà họ Khương đưa vào. Khương Văn Kỳ mở miệng mắng chửi, Khương học bác, rốt cuộc chú đã làm gì, nhà họ Đàm ở Thượng Hỗ đã tìm tới tận cửa rồi, chú còn ngủ được à? Chú nói xem. Hôm qua tôi đã bảo chú đến tìm nhà họ Đàm ở Thượng Hỗ, không để bọn họ giận cá chém thất nhà họ Khương rồi cơ mà, rốt cuộc chú có đi giải quyết không hả? Khương học bác trừng lớn hai đôi mắt thâm quầng, lắc đầu xong mới tỉnh táo trở lại. Tối qua Khương học bác vừa trải qua phút giây sinh tử trong phòng tắm nhà họ cổ, không dễ gì nhặt về được cái mạng, nhưng cái cảm giác đáng sợ khi cận kề cái chết vẫn luôn bám giết ông ta. Cứ mỗi lần chìm vào giấc ngủ, ông ta lại gặp ác mộng. Mơ thấy ông ta bị người giết hại, khiến ông ta cả đêm không chợp mắt được. Vừa nhắm mắt không lâu thì bị đám người làm gọi dậy đưa tới sảnh lớn nhà họ Khương. Khương học bác vừa nghe Khương Văn Kỳ mắng mỏ, cũng nổi giận nói, đêm qua tính mạng em nghìn cân treo sợi tóc, anh còn dám nói em không để tâm à? Nói cho anh biết Khương Văn Kỳ, nếu anh muốn em cút ngay cũng được, muốn phân nửa tài sản nhà họ Khương cho em cũng được, em lập tức đưa vợ con em rời khỏi nhà họ Khương. Khương Văn Kỳ nghe xong liền nói, chú nằm mơ à?
Bây giờ người nắm quyền nhà họ Khương là Khương Văn Kỳ tôi. Với một câu nói của Khương Văn Kỳ tôi, cậu chỉ có thể cụp đuôi mà cút khỏi nhà họ Khương. Khương Học Bác nói, vậy thì em phải nhìn xem, rốt cuộc anh làm thế nào mới khiến em cút khỏi đây. Khương Văn Kỳ lấy ra con dấu nhà họ Khương, gọi người làm từ bên ngoài sảnh lớn vào, người đâu, kéo ba người Khương Học Bác ra khỏi nhà họ Khương. Bốn người làm đứng ra trước, bao vây Khương Học Bác. Khương Học Bác tức giận nói, tôi xem ai dám. Câu nói này đã khiến bốn người làm kia không dám tiến lên nữa. Khương Học Bác giận dữ hét toáng lên, trái lại tôi muốn xem Khương Văn Kỳ anh còn có thể làm gì. Tôi sẽ mách tội của anh với bố. Không hay rồi, gia chủ, có người ra lệnh cho đám côn đồ tới đập phá nhà họ Khương chúng ta. Một tên gác cổng chạy thẳng vào trong, lớn tiếng kêu lên với Khương Văn Kỳ và Khương Học Bác. Khương Văn Kỳ hỏi, ai tới, hay là nhà họ Đàm? Tên gác cổng lắc đầu, bọn chúng không nói tên tuổi. Khương Văn Kỳ chạy bước lớn ra bên ngoài, thật sự là coi nhà họ Khương chúng ta dễ bị bắt nạt như thế sao, tôi phải xem rốt cuộc là kẻ nào dám động tới nhà họ Khương chúng ta. Lúc này, đám người làm nhà họ Khương cũng lần lượt tập hợp đi ra ngoài cổng. Trước cổng nhà họ Khương, một gã đàn ông vạm vỡ đứng đó, sau lưng hắn còn có một đám đàn em. Hơn nữa, quan trọng hơn là gã đàn ông vạm vỡ dẫn đầu chính là đồ đệ của Đàm Bát Diệu Trần Kiệt. Còn đám người nhà họ Khương lại lăn lộn dưới đất ôm đầu kêu la thảm thiết. Trần Kiệt ngang ngược đứng ở cửa, nói với Khương Văn Kỳ, một đám ô hợp, loại rác rưởi như các ông mà cũng bắt chẹt được Lưu Lôi, thật không biết nên khen các ông tài giỏi hay là Lưu Lôi quá kém cỏi đây. Khương Văn Kỳ nhíu mày nhìn Trần Kiệt, ông ta không hề quen biết người này, cậu là ai, sao lại đến nhà họ Khương quấy phá, không muốn sống nữa phải không? Trần Kiệt cười phá lên, một gia tộc hạng ba ở Tu Hà lại có thể kiêu căng như vậy. Sau đó, Trần Kiệt chậm rãi nói, chúng tôi là người nhà họ Đàm, mau đưa Tiêu Chính Văn ra đây chịu chết đi, tôi chỉ cho các ông một phút, nếu Tiêu Chính Văn không bước ra thì chúng tôi sẽ phá luôn nhà họ Khương các ông. Tốc độ của nhà họ Đàm quá nhanh. Khương Văn Kỳ kinh ngạc biến sắc nói, đại nhân à, nhất định là các cậu hiểu lầm rồi. Tiêu Chính Văn không ở đây. Cậu ta đã sớm tách khỏi nhà họ Khương rồi. Nếu cậu muốn bắt người thì hãy tới biệt thự Thương Hải số 1, gia đình Tiêu Chính Văn đang ở đó. Nghe xong, Trần Kiệt cười gằn nói, thứ lỗi, chỉ còn nửa phút. Đám đàn em của Trần Kiệt kẻ nào kẻ nấy đều xoa nắm đấm, chuẩn bị đánh đám người nhà họ Khương một trận. Chương 672, đánh Trần Kiệt. Khương Văn Kỳ sốt ruột đến mức tim đập thình thịch, dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ông ta vội vàng kêu lên, các cậu thực sự đã nhầm rồi. Còn 10 giây cuối cùng. Trần Kiệt lạnh lùng nói. Khương Văn Kỳ tỏ vẻ buồn rầu, nói, đại nhân, Tiêu Chính Văn thực sự không có ở đây. 10 giây cuối cùng đã trôi qua. Trần Kiệt vung tay lên, lớn tiếng ra lệnh, lục soát cho tôi, phát hiện Tiêu Chính Văn thì giết luôn. Đám thuộc hạ của hắn lập tức ùa vào nhà họ Khương, người làm của nhà họ Khương đều co rúm người lại. Không dám ngăn cản. Tên họ Đàm kia, đây là các người tự tìm chết đấy nhé. Bỗng một giọng nói giận dữ vang lên sau lưng mọi người. Tất cả ngoái lại nhìn, liền thấy Tiêu Chính Văn cả người tỏa ra sự lạnh lẽo, bước từ bên ngoài vào, bên cạnh anh là Khương Vi Nhan. Khương Vi Nhan và Tiêu Chính Văn xách theo thuốc bổ, đến thăm Khương Học Bác. Dù sao tối qua cả nhà Khương Học Bác suýt nữa đã về chầu Diêm Vương. Khương Vi Nhan về tình về lý cũng nên tới thăm. Tuy cô đã vạch rõ ranh giới với nhà họ Khương, nhưng đó cũng là nhằm vào đám người Khương Văn Kỳ và Khương Thái Sương. Đối với người bố này, Khương Vi Nhan vẫn có chút không buông bỏ được. Không ngờ Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan vừa đến cổng nhà họ Khương, đã tận mắt chứng kiến cảnh đám người nhà họ Đàm đang hoành hành ngang ngược. Khương Văn Kỳ vừa thấy Tiêu Chính Văn thì như nhìn thấy thùng chút giận. Chỉ thẳng mặt anh nói, cậu ta chính là Tiêu Chính Văn, nếu các cậu muốn trả thù thì tìm cậu ta ấy, đừng trả thù nhầm người. Trần Kiệt nghe thấy thế thì nghiêng đầu lại nhìn Tiêu Chính Văn, lạnh lùng nói, mày chính là Tiêu Chính Văn đã hại thiếu gia của bọn tao vào tù đúng không? Tao phải cho mày biết đắc tội nhà họ Đàm bọn tao sẽ có hậu quả gì, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của mày. Trần Kiệt vung tay lên, lệnh cho đám thuộc hạ xông về phía Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn không những không lùi lại mà còn tiến lên, xách thuốc bổ bước về phía thuộc hạ của Trần Kiệt.
Anh ném thẳng hai cái túi trong tay lên không trung, đấm liên tiếp vào đám thuộc hạ của Trần Kiệt. Bốp! Đám ô hợp này nằm bẹp xuống đất, ôm ngực kêu đau. Trần Kiệt thấy thế, mắt như muốn nứt ra, hét lớn, Tiêu Chính Văn, mày muốn chết à? Một tiếng gầm vang lên, khí thế của binh vương huyền cấp 2 sao bỗng lan khắp cổng nhà họ Khương. Ánh mắt Trần Kiệt biến đổi, bàn chân khẽ đạp, rồi lao về phía Tiêu Chính Văn. Tư thế lao tới của hắn vô cùng quái dị, hai nắm tay hắn siết chặt, tấn công về phía Tiêu Chính Văn với hình dạng đầu búa. Tiêu Chính Văn cười khẩy, tung ra một nắm đấm đơn giản, nện trúng lồng ngực Trần Kiệt, khiến hắn ngã nhào xuống đất. Cả người hắn lập tức bay ra, va mạnh xuống đất, miệng phun máu tươi, vẻ mặt ngạc nhiên tột độ. Chỉ một cú đấm đã đánh bại hắn. Tên Tiêu Chính Văn này mạnh đến vậy sao? Thuốc bổ rơi xuống, Tiêu Chính Văn đúng lúc giơ tay ra đỡ. Thời gian vừa khớp, không lệch tí nào. Nắm đấm này nhìn thì đơn giản, nhưng thực chất ẩn chứa sức mạnh nghìn cân. Trần Kiệt trúng cú đấm này, nhất thời trong người nhộn nhạo, phun ra mấy ngụm máu. Phịch! Trần Kiệt phun máu xong thì quỳ phịch xuống đất, hắn muốn chống hai tay đứng dậy, nhưng hai tay không còn chút sức lực nào. Mấy lần đứng lên rồi lại ngã xuống, một lúc sau hắn cũng không còn nghĩ đến việc đứng dậy nữa. Tiêu Chính Văn đạp chân lên lưng hắn, lạnh lùng nói, ai cử anh đến đây? Trần Kiệt nói không rõ ràng, là ông Hai Đàm Bát Diệu, ông ấy đã đến Tu Hà rồi, bây giờ đang trên đường đến Tổng cục chấp pháp Tu Hà. Ông ấy chuẩn bị dùng tới báu vật gia truyền của nhà họ Đàm để khiến Tống Hậu Lượng bó tay chịu trói. Có thể khiến Đường Đường là Tổng Tư lệnh của Tổng cục chấp pháp Tu Hà như Tống Hậu Lượng phải bó tay chịu trói, rốt cuộc báu vật gia truyền đó là gì đây? Tiêu Chính Văn hơi hoài nghi hỏi, là gì vậy? Trần Kiệt trả lời ngay lập tức, cái này thì tôi thực sự không biết, nghe nói là đồ của mấy ông trùm chiến khu. Tiêu Chính Văn giơ chân đá Trần Kiệt vào một góc. Trần Kiệt rên rỉ một tiếng rồi ngất lịm đi. Tử Phân và Khương Thần nghe thấy tiếng động ở cổng nhà họ Khương, liền nhanh chóng chạy ra. Tiết Mai và Khương Mỹ Nghiên cũng theo sát phía sau. Nhất thời, tất cả người nhà họ Khương đều có mặt ngoài cổng. Khương Văn Kỳ nhìn đám thuộc hạ nhà họ Đàm bị đánh đến mức bò lê dưới đất, cuống đến nỗi đi đi lại lại như kiến bò chảo nóng, chết rồi, lần này chết thật rồi, cậu nhìn cậu xem, lần này thì đắc tội với nhà họ Đàm rồi, nhà họ Khương chúng tôi chắc chắn không được yên thân. Cậu cậy cậu là chủ soái thì không sao, nhưng nhà họ Khương chúng tôi phải làm sao bây giờ? Tiết Mai cũng đổ thêm dầu vào lửa, phải đấy, nhà họ Đàm này là thế gia giàu có ở Thượng Hố. Nếu đắc tội bọn họ thì sợ là không đủ nhét kẽ răng cho bọn họ ấy. Khương Văn Kỳ và Tiết Mai chĩa luôn mũi dùi về phía nhà Khương Học Bác, rõ ràng là muốn đuổi hẳn nhà Khương Học Bác ra khỏi nhà họ Khương. Tử Phân thì giãy nảy lên, anh xem anh nói kìa, chẳng lẽ chúng tôi muốn đắc tội với nhà họ Đàm chắc? Người ta đã đánh tới tận cổng nhà rồi, lẽ nào chúng tôi còn phải trường mặt ra đứng im cho họ đánh, không được đánh trả sao? Có lẽ Khương Học Bác cảm kích phơn cứu mạng của Tiêu Chính Văn tối hôm qua, không ngờ còn nói đỏ cho anh, hừ, các người còn buông lời cay đắng ở đây nữa à? Nếu không nhờ Tiêu Chính Văn ra tay cứu giúp, thì không biết chứng nhà họ Khương đã bị đám người này lật tung lên rồi. Khương Văn Kỳ hậm hực nói, nếu đã vậy thì Khương Học Bác, chú cút luôn đi cho tôi nhờ. Chẳng phải tôi bảo chú đến nhà họ Đàm xin lỗi sao? Kết quả không những không giải quyết nổi ổn thỏa, mà còn để nhà họ Đàm công khai tát vào mặt tôi trước mặt tất cả mọi người ở Tu Hà. Từ hôm nay trở đi nhà họ Khương tôi không có người như chú. Chán Khương Học Bác nổi lên gân xanh, bố còn chưa chết đâu, nhà họ Khương này không đến lượt anh làm chủ. Nhất thời Khương Văn Kỳ và Khương Học Bác cãi nhau ầm ĩ. Tiêu Chính Văn đứng bên cạnh hờ hững nhìn, Khương Thái Sương còn chưa chết mà nhà họ Khương đã lục đục nội bộ không dứt rồi. Nếu lão mà nhắm mắt xuôi tay, thì sợ là nhà họ Khương sẽ loạn mất. Khương Vi Nhan kéo tay áo Tiêu Chính Văn, nói Tiêu Chính Văn, anh nói một câu giúp bố đi. Tiêu Chính Văn tiến lên, khí thế tỏa ra, khiến Khương Văn Kỳ phải lùi lại liên tiếp. Khương Văn Kỳ gầm lên, Tiêu Chính Văn, cậu muốn làm gì hả? Đây là nhà họ Khương, cậu đừng làm bừa, một nhà họ Đàm nho nhỏ chẳng là cái thá gì đối với tôi cả. Tiêu Chính Văn nói với vẻ chắc nịch, nếu tôi bắt nhà họ Đàm đến tận nơi xin lỗi thì sao? Tiết Mai che miệng cười lớn, nhà họ Đàm là thế gia hàng đầu Thượng Hố, ông ta sẽ cúi đầu trước nhà họ Khương chúng tôi sao? Cậu đừng nằm mơ nữa,
ông ta không bắt nhà họ Khương chúng tôi đền mạng thì chúng tôi đã cảm tạ trời đất rồi. Khương Văn Kỳ thì trợn trắng mắt, nếu cậu có thể khiến nhà họ Đàm đến tận nhà họ Khương xin lỗi, thì tôi nhường luôn cậu vị trí gia chủ nhà họ Khương. Tiêu Chính Văn đứng dậy nói, được, tôi đồng ý với vụ cá cược này. Trong vòng 2 ngày, tôi chắc chắn sẽ khiến nhà họ Đàm đến tận nơi xin lỗi. Khương Văn Kỳ lạnh lùng nói, nhưng trước đó, tôi vẫn là gia chủ nhà họ Khương, ngày nào tôi còn là gia chủ nhà họ Khương, thì cả nhà Khương Học Bác không được phép đặt chân vào nhà họ Khương nửa bước. Khương Văn Kỳ nói xong liền vào thẳng nhà, lệnh cho người làm nhanh chóng đóng cửa lại. Khương Học Bác tức đến mức đưa tay ôm ngực. Khương Thần châm chọc, Tiêu Chính Văn, anh ăn no rừng mỡ, cố ý khiến chúng tôi không được sống yên ổn phải không? Lần này thì hay rồi, vì vụ cá cược vớ vẩn của anh mà chúng tôi khỏi vào nhà họ Khương rồi. Đột nhiên Từ Phân nhớ ra gì đó, nịnh nọt nói, con rể, con xem hiện giờ bố mẹ cũng không có chỗ ở, hay là cho bố mẹ đến ở biệt thự của con một thời gian nhé? Tiêu Chính Văn không đáp lời. Khương Học Bác gầm lên với Khương Thần, quỳ xuống. Xin lỗi anh rể mày đi. Chương 673, tín vật chiến khu. Vẻ mặt Khương Thần kinh ngạc, bố điên à. Bảo con xin lỗi anh ta á. Nếu nổn ra ngoài thì sau này con còn mặt mũi nào ở Tu Hà nữa chứ. Khuôn mặt Khương Học Bác đầy vẻ cương quyết, quỳ xuống, xin lỗi, nếu không mày đừng gọi tao là bố nữa. Khương Thần quỳ xuống, cúi đầu nói với Tiêu Chính Văn, anh rể, em xin lỗi vì hành động vừa nãy. Em không biết ăn nói, mong anh rộng lượng bỏ qua, đừng trách em. Khương Vi Nhan kéo áo Tiêu Chính Văn, nói Chính Văn, hay là để bố mẹ em qua ở cùng nhé. Tiêu Chính Văn gật đầu. Khương Vi Nhan vui vẻ chạy về phía Khương Học Bác, an ủi ông ta, bố về biệt thự với bọn con đi. Biệt thự rộng lắm, thêm mấy người cũng không sao. Khóe mắt Khương Học Bác ánh lên nụ cười, gật đầu. Khương Học Bác tiến lên nhỏ giọng nói với Tiêu Chính Văn, con rể, liệu con có thể dùng các mối quan hệ của con, giúp nhà họ Khương vượt qua cửa ải khó khăn này được không? Dù sao thì với tầm ảnh hưởng của nhà họ Đàm Thượng Hỗ, cũng chẳng ai dám hợp tác với nhà họ Khương cả. Tiêu Chính Văn gật đầu, đồng ý giúp đỡ. Anh lấy điện thoại ra, gọi cho Lý Trường Thắng, là người giàu nhất Tu Hà, chắc chắn ông ta có cách. Tìm cho nhà họ Khương một lô vật liệu giúp tôi, Tiêu Chính Văn nói. Cậu Tiêu, nhà họ Đàm ở Thượng Hỗ đã hạ lệnh cấm, sợ là lần này không ai dám đắc tội với bọn họ. Phía Lý Trường Thắng cũng rất sốt ruột. Tôi không cần biết, tôi chỉ muốn nhìn thấy kết quả khiến tôi hài lòng, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Cậu Tiêu, tôi biết rồi, chắc chắn tôi sẽ làm được. Lý Trường Thắng đáp lại. Tiêu Chính Văn tắt máy, còn chưa cất điện thoại vào túi thì lại có cuộc gọi đến. Tinh tinh tinh, tiếng chuông vang lên. Tiêu Chính Văn mở máy, là Tống Hậu Lượng gọi đến. Anh Tiêu, không hay rồi, ông hai nhà họ Đàm đã đến Tổng cục chấp pháp, hình như là đến bảo lãnh cho Đàm Tử Thạch và Lưu Lôi. Đầu bên kia điện thoại vang lên giọng nói gấp gáp của Tống Hậu Lượng. Anh có thể giữ được chân bọn họ không? Tiêu Chính Văn hỏi. Tống Hậu Lượng trầm mặc một giây mới nói, nhưng tôi sợ lần này ông hai nhà họ Đàm có chuẩn bị mà đến, tôi sợ không giữ chân được lâu. Dù sao thì gia chủ nhà họ Đàm cũng là tổng tư lệnh của Tổng cục chấp pháp Thượng Hỗ, thậm chí còn cao hơn tôi một bậc. Tiêu Chính Văn trả lời, cố gắng giữ chân, tôi đến ngay đây. Tống Hậu Lượng trầm tư đáp, được, nhất định tôi sẽ cố gắng. Tiêu Chính Văn lập tức đến ngay Tổng cục chấp pháp Thu Hà, nhà họ Đàm dám vươn tay đến tận Thu Hà, vậy thì anh sẽ chặt đứt đôi tay này. Cùng lúc đó, Đàm Bát Diệu đã ngồi xe riêng, đến Tổng cục chấp pháp Thu Hà. Theo đuôi xe riêng là từng chiếc xe con màu đen. Mọi người trên xe con vẻ mặt đằng đằng sát khí, rõ ràng đều là những người biết võ Đàm Bát Diệu cử tới. Đàm Bát Diệu nói với tài xế, sao rồi? Hiện giờ chắc là Trần Kiệt đã đến nhà họ Khương rồi nhỉ? Có tin gì báo về không? Tài xế trả lời, Trần Kiệt vẫn chưa báo tin gì về, nhưng ông yên tâm đi, ông còn không rõ về bản lĩnh của Trần Kiệt sao? Chờ chúng ta đến Tổng cục chấp pháp Thu Hà. Chắc chắn anh ta sẽ mang đầu của Tiêu Chính Văn làm quà tặng cho thiếu gia, chúc mừng thiếu gia bình an ra tù. Đàm Bát Diệu gật đầu, nhắm hai mắt lại. Khoảng 10 phút sau, cuối cùng Đàm Bát Diệu cũng đã đến Tổng cục chấp pháp Tu Hà. Hình như Tổng cục chấp pháp đã biết hôm nay Đàm Bát Diệu sẽ đến mức bọn họ đóng chặt cửa,
không cho ra vào. Tổng cục chấp pháp rộng lớn như vậy mà không một ai đón tiếp, xung quanh im phăng phắc. Đàm Bát Diệu lên tiếng luôn, Tống Hậu Lượng, Đàm Bát Diệu tôi đến rồi đây, hôm nay tôi muốn xem rốt cuộc Tổng Tư lệnh Tống Cơ to đến mức nào. Còn không ra nghênh đón sao, Tổng cục chấp pháp vẫn không có phản hồi gì, cứ như trốn không người. Đàm Bát Diệu vung tay lên, hạ lệnh, hôm nay tôi muốn xem rốt cuộc Tổng cục chấp pháp Tu Hà các anh tài giỏi đến đâu. Người đâu, xông lên, dưới những chiếc xe con màu đen xuất hiện từng bóng người. Giết! Bọn họ cầm dao phay hoặc gậy sắt, xông về phía Tổng cục chấp pháp Tu Hà. Xoạt xoạt xoạt! Nhất thời, trên tường của Tổng cục chấp pháp Tu Hà xuất hiện từng bóng người, tất cả bọn họ đều mặc quân phục, tay cầm súng tiểu liên, họng súng chĩa vào người của Đàm Bát Diệu. Nhất thời, đám thuộc hạ áo đen của Đàm Bát Diệu gần như đều dừng bước. Dưới họng súng, không ai muốn trở thành vật hy sinh cả. Tống Hậu Lượng cầm loa, hét lớn với Đàm Bát Diệu, anh Đàm, lâu rồi không gặp. Không ngờ anh lại đến nhanh như vậy, còn dẫn theo bao nhiêu thuộc hạ. Nếu như đến làm khách thì Tổng cục chấp pháp nhỏ bé như chúng tôi không chứa được nhiều người như vậy đâu, còn nếu như đến để gây chuyện thì hãy cân nhắc xem anh có thực lực đó hay không. Đàm Bát Diệu chậm rãi lên tiếng, anh điên rồi, anh đây là muốn đối đầu đến cùng với nhà họ Đàm chúng tôi sao? Tống Hậu Lượng gật đầu, anh hãy rời khỏi Tu Hà đi, tôi sẽ coi như các anh chưa từng đến đây. Nếu anh còn không thức thời, chờ người có máu mặt đến thì sợ là cả nhà họ Đàm các anh sẽ bị xóa sổ. Đàm Bát Diệu cười dữ tợn, người có máu mặt, tôi muốn xem rốt cuộc người có máu mặt trong miệng anh là ai. Dù to thì có to bằng nhà họ Đàm ở Thượng Hỗ không? Dù to thì có to bằng tướng quân chiến khu không? Tống Hậu Lượng lắc đầu, anh Đàm, bây giờ anh quay đầu còn kịp đấy, nếu không chắc chắn anh sẽ hối hận. Đàm Bát Diệu cho người mang báu vật gia truyền của nhà họ Đàm lên. Tống Hậu Lượng nhìn chằm chằm vào chiếc hộp nhỏ, sắc mặt tỏ vẻ khó hiểu. Đàm Bát Diệu mở chiếc hộp, lấy ra một miếng ngọc bội, trên đó viết chữ cổ. Tống Hậu Lượng thấy trên ngọc bội có chữ cổ, ánh mắt vô cùng chấn động. Nhà họ Cổ là một gia tộc lớn mạnh của chiến khu Giang Nam, là phân khu lớn nhất trong số 5 phân khu của chiến khu Đông Nguyên. Tư lệnh đầu tiên của chiến khu Giang Nam chính là người nhà họ Cổ, còn quân Cổ Long lại càng là đội quân át chủ bài của chiến khu Giang Nam. Nghe đồn, quân Cổ Long chính là đội quân khởi đầu của chiến khu Giang Nam, dưới sự dẫn dắt của đại tướng quân Cổ, có uy danh nổi như cồn trong chiến khu Giang Nam. Tống Hậu Lượng nói, không ngờ nhà họ Đàm lại lấy tín vật này ra. Đàm Bát Diệu nói tiếp, năm đó ông tổ nhà họ Đàm chúng tôi có ơn với nhà họ Cổ, gia chủ nhà họ Cổ đã tặng một miếng ngọc bội làm tín vật và để lại một lời hứa. Nếu nhà họ Đàm gặp nạn, nhà họ Cổ sẽ ra tay cứu giúp. Hôm nay, tôi muốn xem Tu Hà có ai có thể ngăn cản được tôi. Tống Hậu Lượng bật cười, anh Đàm, chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng mà, không cần phải làm lớn chuyện đâu. Đàm Bát Diệu chẳng thèm nể mặt, Tống Hậu Lượng, tôi khuyên anh hãy cân nhắc cho kỹ, rốt cuộc anh còn muốn cái chức Tổng Tư lệnh Tổng cục chấp pháp này nữa không? Chỉ cần một câu nói của đại tướng quân nhà họ Cổ, thì anh sẽ từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Tống Hậu Lượng trầm tư một lát, không nói gì. Nhà họ Cổ ở chiến khu Giang Nam thực sự là có sức đe dọa quá lớn. Chương 674, đánh ông hai nhà họ Đàm tả tơi. Đàm Bát Diệu lớn tiếng nói, hôm nay, tôi chỉ có hai điều kiện, thứ nhất là thả Đàm Tử Thạch và Lưu Lôi, thứ hai, anh đừng nhúng tay vào chuyện giữa nhà họ Đàm chúng tôi với nhà họ Khương và Tiêu Chính Văn. Anh hãy nghĩ cho kỹ đi, nếu anh không đồng ý thì hôm nay tôi sẽ xông thẳng vào Tổng cục chấp pháp Tu Hà. Tay Đàm Bát Diệu cầm ngọc bội, tức giận nhìn Tống Hậu Lượng. Cuối cùng, nhà họ Cổ vẫn là một ngọn núi lớn mà Tống Hậu Lượng chỉ có thể ngước đầu lên nhìn, đắc tội với nhà họ Cổ sợ là không được yên thân thật. Tống Hậu Lượng cúi đầu, coi như chấp nhận số phận. Anh ta nói với cảnh vệ ở bên cạnh, dẫn Lưu Lôi và Đàm Tử Thạch ra đây. Đàm Bát Diệu nhếch mép nở nụ cười, đứng yên lặng chờ đứa cháu yêu quý. Chẳng mấy chốc, Đàm Tử Thạch và Lưu Lôi được người của Tổng cục chấp pháp áp giải ra ngoài cổng. Lưu Lôi lập tức cười nói với Đàm Bát Diệu, ông hai Đàm, cảm ơn anh đã cứu. Chỉ cần anh giúp sức, chẳng mấy chốc tôi sẽ có thể vùng dậy. Đàm Bát Diệu cười khẩy, hừ, vô dụng, đến một thằng ở rể mà cũng không đánh lại được, tôi cần anh làm gì nữa? Nếu không vì thể diện của nhà họ Đàm, anh tưởng tôi sẽ cứu anh ra sao?
Lưu Lôi vẫn không chịu thôi, ông hai, anh hãy tin tôi đi, tôi biết rõ các mạng lưới quan hệ ở Tu Hà, chắc chắn có thể cống hiến cho nhà họ Đàm ở Tu Hà. Đàm Bát Diệu nói, tốt nhất anh hãy tự kiểm điểm đi, nhà họ Đàm chúng tôi không có người thất bại, lại càng không cần người thất bại. Sắc mặt Lưu Lôi xám xịt, từ một trong bốn ông hoàng của Tu Hà trở thành người bình thường, gã không chịu đựng được điều đó. Đàm Tử Thạch chạy tới bên cạnh Đàm Bát Diệu, khóc lóc ầm ĩ, chú, cuối cùng chú cũng đến rồi, cháu ở đây thực sự là sống cuộc sống không phải của con người. Chú tuyệt đối không được tha cho tên Tiêu Chính Văn kia. Đàm Bát Diệu gật đầu đáp, cháu yên tâm, chú chắc chắn sẽ không tha cho hắn. Chú đã cử Trần Kiệt đến nhà họ Khương xử lý hắn rồi, đến lúc đó sẽ lấy đầu hắn làm bóng cho cháu đá. Đàm Tử Thạch lập tức có cảm giác được an ủi, vâng, đến lúc đó, cháu phải bắt Khương Vi Nhan làm đầy tớ cho cháu, bắt tất cả người nhà họ Khương làm người hầu cho cháu. Cháu phải hành hạ bọn họ, khiến bọn họ sống không bằng chết. Vẻ mặt Đàm Tử Thạch đầy tức giận, chửi rủa người nhà họ Khương với giọng nói hằn học. Đàm Tử Thạch nổi giận với Tống Hậu Lượng, cả Tổng Tư lệnh Tống này nữa, lúc đó oai phong lắm cơ mà. Nói cái gì mà phải cho cháu ăn cơm tù cả đời. Sao nào, bây giờ không dám vênh váo nữa à? Trong lòng Tống Hậu Lượng nổi giận đùng đùng, nhưng không có chỗ để xả, chỉ đành nén chặt xuống lòng mà gặm nhấm. Đàm Bát Diệu quay đầu lại, nói với Tống Hậu Lượng, Tổng Tư lệnh Tống, anh chăm sóc cháu tôi, nhà họ Đàm chúng tôi khắc ghi trong lòng. Anh hãy trân trọng những ngày tháng này đi nhé. Tống Hậu Lượng siết chặt hai nắm tay, ngón tay cắm sâu vào lòng bàn tay, dường như có tia máu thấm ra. Tuy nhiên, các cảnh vệ của Tổng cục chấp pháp Tu Hà vẫn chưa ai chịu hạ súng trong tay xuống, bọn họ cầm súng trong tay, nhưng hơn cả là đang giữ giới hạn cuối cùng của mình. Súng của bọn họ chỉ chĩa vào tội phạm, cũng không bao giờ khuất phục trước tội phạm. Đàm Bát Diệu nhìn đám cảnh vệ trên tường, lớn tiếng nói, hạ súng xuống đi. Không ai đáp lời, bọn họ vẫn giơ súng lên. Đàm Bát Diệu giơ ngọc bội trong tay lên, đây là tín vật của nhà họ Cổ, tôi nói lần cuối cùng, hạ súng xuống. Vẫn không ai đáp lời, bọn họ không muốn phá vỡ niềm tin kiên định của mình. Đàm Bát Diệu nổi giận, nhằm vào Tống Hậu Lượng, Tổng Tư lệnh Tống, bảo người của anh hạ súng xuống đi, người nhà họ Đàm chúng tôi không phải là tội phạm. Tống Hậu Lượng trầm mặc một lúc, vẫy tay nói, tất cả thu súng lại. Các cảnh vệ đều thu súng lại, đứng nghiêm đợi lệnh. Đàm Tử Thạch, Lưu Lôi và đám thuộc hạ nhà họ Đàm đều tỏ vẻ đắc thắng. Đàm Bát Diệu giơ cao ngọc bội của nhà họ Cổ, lớn tiếng nói, chúng ta đi. Đàm Tử Thạch và Lưu Lôi đi theo sau Đàm Bát Diệu, nhìn Tống Hậu Lượng với vẻ mặt cợt nhả. Một Tổng Tư lệnh Tổng cục chấp pháp Tu Hà nhỏ bé mà cũng dám bắt bọn họ, cho mượn 100 lá gan anh cũng không dám. Đi sao, các người đừng hòng được đi. Đúng lúc này, Tiêu Chính Văn bước từ bên ngoài Tổng cục chấp pháp Tu Hà vào. Anh bước từng bước tới gần nhà họ Đàm, mang theo khí thế chấn động tất cả. Đàm Tử Thạch gần như thốt lên, hắn chính là Tiêu Chính Văn. Vẻ mặt Lưu Lôi sợ hãi, chính hắn đã phá hộp đêm tử vũ của tôi, ông hai, tuyệt đối đừng tha cho hắn. Không ngờ Trần Kiệt không hạ được cậu. Đàm Bát Diệu quay lại, nhìn thẳng vào Tiêu Chính Văn, nhưng cho dù là vậy, cậu nghĩ cậu có tư cách gì mà đòi giữ lại chúng tôi, giữ lại ngọc bội này. Đàm Bát Diệu cầm ngọc bội trong tay, nhìn Tiêu Chính Văn, vẻ mặt ngông cuồng. Tiêu Chính Văn nhặt luôn một hòn đá lên, ném về phía Đàm Bát Diệu, chúng ngọc bội nhà họ Cổ trong tay ông ta. Choang! Một tiếng động vang lên, ngọc bội vỡ thành mấy mảnh, rơi xuống đất. A! Đàm Bát Diệu lập tức như bị dao cắt vào tim, cúi người nhặt mảnh vỡ của ngọc bội lên. Ông ta cố gắng ghép lại, nhưng không thể ghép các mảnh vỡ thành một miếng hoàn chỉnh được. Vỡ rồi, tín vật nhà họ Cổ đưa cho nhà họ Đàm đã vỡ hẳn rồi. Tất cả mọi người đều kinh hãi, đây là tín vật của nhà họ Đàm và nhà họ Cổ, cứ thế bị Tiêu Chính Văn làm vỡ. Đàm Bát Diệu đứng thẳng dậy, đôi mắt bỗng đỏ ngầu, gầm lên với Tiêu Chính Văn, Tiêu Chính Văn, mày dám làm vỡ tín vật của nhà họ Cổ, tao phải đánh mày tàn phế, khiến mày sống không bằng chết. Tiêu Chính Văn bực bội hừ một tiếng, đúng như nguyện vọng của ông, tôi sẽ khiến ông tàn phế. Đàm Bát Diệu dậm mạnh chân xuống, một luồng khí thế của quân vương huyền cấp 2 sao đột nhiên tỏa ra, nhằm thẳng về phía Tiêu Chính Văn. Đàm Bát Diệu không dừng lại lâu mà thi triển luôn thân pháp quỷ mị, tấn công Tiêu Chính Văn. Toái Thạch Quyền.
Đàm Bát Diệu siết chặt hai nắm đấm, đánh về phía Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn giơ tay trái lên đỡ, nuốt trọn toái thạch quyền của ông ta. Trong ánh mắt kinh ngạc của Đàm Bát Diệu, Tiêu Chính Văn giơ tay phải lên, đánh mạnh vào lồng ngực ông ta. Đàm Bát Diệu xoay 360 độ trên không trung mới trụ vững được người. Nắm đấm của Tiêu Chính Văn mang theo sức mạnh ngầm, sau khi dừng lại, trong người Đàm Bát Diệu cảm thấy nhộn nhạo, phun luôn một ngụm máu tươi ra. Đàm Bát Diệu lau vết máu trên khóe miệng, lại bắn người ra lao về phía Tiêu Chính Văn. Đòn này chính là kỹ năng Trần Kiệt đã thi triển đầu búa. Nhưng công lực của Đàm Bát Diệu rõ ràng là cao hơn Trần Kiệt nhiều. Chiêu này được ông ta ra tay mang khí thế mạnh hơn rất nhiều. Hai chân Tiêu Chính Văn cắm chắc vào trong đất, sau đó hai tay vỗ mạnh vào hai tay của Đàm Bát Diệu. Chỉ thấy một tiếng rắc vang lên, xương hai bàn tay của Đàm Bát Diệu lập tức vỡ vụn. A! À, Đàm Bát Diệu hét lớn, ông ta ngã xuống đất, vẻ mặt đau đớn. Tiêu Chính Văn đá cho Đàm Bát Diệu một cước rất mạnh, ông ta lăn dưới đất mấy vòng, rồi lăn tới chân Đàm Tử Thạch. Chương 675, bắn chết tại chỗ. Đàm Tử Thạch kinh hãi chứng kiến cảnh tượng này, cao thủ hàng đầu nhà họ Đàm đã bị Tiêu Chính Văn đánh bại. Một lúc sau, Đàm Tử Thạch mới hoàn hồn lại, nói chú sao rồi? Sắc mặt Đàm Bát Diệu trắng bệch, nhìn chằm chằm vào Tiêu Chính Văn, nói một câu, người nhà họ Đàm nghe lệnh, lấy đầu của hắn cho tôi. Tiêu Chính Văn nhìn đám người nhà họ Đàm ở bên ngoài Tổng cục chấp pháp Tu Hà, rồi lại quay đầu nhìn các binh lính đang đứng bên trong. Anh lạnh lùng nói một câu, các binh lính của Tổng cục chấp pháp Tu Hà nghe lệnh, giơ súng của các anh lên. Kẻ nào dám làm loạn, cứ việc bắn chết. Soạt soạt soạt. Các binh lính lập tức giơ súng trong tay lên, chĩa về phía đám người nhà họ Đàm. Đám thuộc hạ áo đen của nhà họ Đàm lập tức dừng lại, nhìn họng súng trên tường, vẻ mặt sợ hãi. Đàm Bát Diệu nhìn Tống Hậu Lượng, nói Tổng Tư lệnh Tống, anh hãy nghĩ cho kỹ. Nếu hôm nay anh dám ra tay với chúng tôi, thì ngày khác quân Cổ Long sẽ đến Tu Hà đấy. Bỏ súng xuống, giao Tiêu Chính Văn ra đây, nếu không hậu quả tự chịu. Tống Hậu Lượng bước ra đứng phía sau Tiêu Chính Văn, cung kính nói, anh Tiêu, anh đến rồi. Tiêu Chính Văn gật đầu, ánh mắt khóa chặt đám người nhà họ Đàm. Cuối cùng Đàm Bát Diệu cũng lấy lại được sức, ông ta đứng dậy, nói với đám thuộc hạ áo đen phía sau, bọn họ không có gan ra tay đâu, xông lên cho tôi, ai có thể lấy được đầu của Tiêu Chính Văn, tôi thưởng một căn biệt thự hướng biển. Đàm Bát Diệu bước từng bước lại gần Tổng cục chấp pháp Tu Hà, nhất thời, đám thuộc hạ áo đen sau lưng ông ta cũng tiến về phía trước. Tiêu Chính Văn móc luôn khẩu súng của Tống Hậu Lượng ra, giơ lên bóp cò. Đoàng! Đàm Bát Diệu ngã xuống. Giữa trán ông ta xuất hiện một cái lỗ máu, tắt thở tại chỗ. A! À, Đàm Tử Thạch ôm lấy Đàm Bát Diệu, khóc lên thất thanh, chú ơi, chú! Phát súng của Tiêu Chính Văn đã khiến mấy trăm tên thuộc hạ áo đen mất hẳn dũng khí. Tiêu Chính Văn trả khẩu súng về túi của Tống Hậu Lượng, bây giờ Tống Hậu Lượng vẫn đang trong trạng thái mắt chữ A miệng chữ O. Tiêu Chính Văn nói, đầu hàng thì sống, chống lại thì chết. Bịch bịch bịch, đám thuộc hạ áo đen phía sau Đàm Bát Diệu lần lượt vứt vũ khí, quỳ xuống đất. Bên ngoài Tổng cục chấp pháp Tu Hà lập tức vang lên tiếng xin tha. Tiêu Chính Văn nhìn Tống Hậu Lượng, sửa sang lại quần áo cho anh ta, Tổng Tư lệnh thì nên có dáng vẻ của Tổng Tư lệnh. Tiêu Chính Văn nhìn các binh lính trên tường, gầm lớn, Tổng cục chấp pháp Tu Hà là tấm bùa bảo vệ của Tu Hà, không phải là nơi tội phạm tự do tự tại, muốn dẫm đạp thế nào cũng được. Về sau, ai dám ngông cuồng ở ngoài Tổng cục chấp pháp Tu Hà, hãy nhớ không được buông súng xuống. Rõ. Trên mặt các binh lính đều tỏ vẻ tự hào. Tiêu Chính Văn nhìn đám người nhà họ Đàm ở bên ngoài, lớn tiếng nói, dẫn hết đi. Các binh lính dẫn tất cả người nhà họ Đàm về Tổng cục chấp pháp. Chờ thẩm vấn. Trong phòng thẩm vấn, Lưu Lôi đã khuất phục hoàn toàn, hắn co rúm trong góc, ánh mắt đầy vẻ sợ hãi. Lưu Lôi vừa nhìn thấy Tiêu Chính Văn liền vội vàng quỳ xuống, sĩ quan Tiêu, tôi thực sự không nên nghe lời dụ dỗ của nhà họ Đàm, ra tay với cậu, tôi sai thật rồi, cậu hãy tha cho tôi lần này đi, được không? Kiếp này tôi sẽ làm trâu làm ngựa cho cậu, Tiêu Chính Văn chậm rãi nói, tôi sẽ thả ông, cho ông đến nhà họ Đàm ở Thượng Hỗ. Lưu Lôi vừa nghe Tiêu Chính Văn nói vậy, nhất thời cũng thấy khó hiểu. Cứ thế thả hắn đi, chẳng lẽ định dở trò gì? Đến nhà họ Đàm ở Thượng Hỗ.
Chắc chắn là Tiêu Chính Văn đang thăm dò mình. Lưu Lôi lập tức hiểu ra, vội vàng tỏ lòng trung thành, sĩ quan Tiêu, cậu hãy tin tôi, trải qua chuyện hôm nay, tôi đã thay đổi hoàn toàn rồi. Tôi đảm bảo với sĩ quan Tiêu, sau này tôi tuyệt đối sẽ không cùng hội cùng thuyền với đám chó săn nhà họ Đàm ở Thượng Hỗ nữa. Tiêu Chính Văn ngồi xuống, tôi bảo tôi thả ông đi, là muốn ông đến nhà họ Đàm đưa giúp tôi mấy thứ. Lưu Lôi tỏ vẻ chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ, sĩ quan Tiêu, cậu cứ nói đi, chắc chắn tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Tiêu Chính Văn vẫy tay, từng thứ được đặt trên chiếc bàn của Lưu Lôi. Thứ đầu tiên là một chiếc hộp, trong hộp đựng chiến bảo hoa văn rồng xanh của Tiêu Chính Văn, tượng trưng cho thân phận chủ soái Bắc Lương của anh. Thứ hai là những mảnh vỡ của ngọc bội nhà họ Cổ bị Tiêu Chính Văn làm vỡ. Thứ ba là thi thể của ông hai nhà họ Đàm Đàm Bát Diệu. Tiêu Chính Văn chậm rãi nói, tôi chỉ cần ông mang ba thứ này đến nhà họ Đàm một cách nguyên vẹn là hoàn thành nhiệm vụ. Lưu Lôi nở nụ cười, vậy thì tôi có thể tự do rồi sao? Tiêu Chính Văn nở nụ cười sâu xa, đáp đương nhiên. Lưu Lôi đứng phắt dậy, vỗ ngực bảo đảm, sĩ quan Tiêu yên tâm, tôi chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi giải quyết xong chuyện ở Tổng cục chấp pháp Tu Hà, Tiêu Chính Văn liền rời đi, về thẳng biệt thự. Tổng cục chấp pháp Tu Hà cố ý che giấu thân phận của Tiêu Chính Văn, chỉ nói với bên ngoài là có cao nhân đến, giải quyết mối quan hệ giữa nhà họ Đàm và Tổng cục chấp pháp Tu Hà. Trận xung đột ở cổng Tổng cục chấp pháp Tu Hà lập tức được lan truyền chóng mặt. Không ai ngờ được, nhà họ Đàm ở Thượng Hỗ hùng hổ đến đây, tất cả đã bị bắt gọn. Mọi người đều đồn rằng người đứng sau Tống Hậu Lượng ở Tu Hà có thủ đoạn rất cứng rắn. Còn lúc này, nhà họ Khương đã trở thành đối tượng bị công kích. Khương Văn Kỳ ngồi ở sảnh chính, Tiết Mai và Khương Mỹ Nghiên ngồi bên cạnh. Người làm của nhà họ Khương điên cuồng chạy qua chạy lại, báo về hết tin này đến tin khác. Gia chủ, không tìm được bất cứ nhà cung cấp vật liệu nào ký hợp đồng với chúng ta, thậm chí các nhà cung cấp vật liệu đã ký hợp đồng với chúng ta thả hủy hợp đồng bồi thường tiền vi phạm, chứ cũng không chịu hợp tác với nhà họ Khương chúng ta nữa. Khương Văn Kỳ ngồi trên bục cao, mặt mày xám xịt. Không ngờ nhà họ Khương ta lại chọc phải nhà họ Đàm ở Thượng Hỗ. Bây giờ nhà họ Đàm hạ lệnh, không ai muốn hợp tác với nhà họ Khương chúng ta cả, giờ phải làm sao đây? Tiết Mai nói, tất cả là tại thằng Tiêu Chính Văn kia, cậu ta cứ muốn chọc vào nhà họ Đàm, khiến nhà họ Khương chúng ta phải chịu rắc rối lớn như thế này. Khương Mỹ Nghiên cũng mỉa mai nói, anh ta còn nói sẽ khiến nhà họ Đàm đích thân đến tận nơi xin lỗi, đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Cũng không nhìn lại xem anh ta có năng lực gì, tưởng mình lợi hại lắm chắc. Gia chủ, có nhà cung cấp vật liệu ở tỉnh khác đồng ý ký hợp đồng mua bán vật liệu với chúng ta. Khương Văn Kỳ mừng rỡ, ai vậy? Không biết ạ, bọn họ chủ động liên lạc với chúng ta, nói muốn ký hợp đồng mua bán vật liệu. Nghe bọn họ nói, bọn họ cũng nghe lệnh từ anh Tiêu Chính Văn mới đồng ý ký hợp đồng với chúng ta. Khương Văn Kỳ tỏ vẻ không thể tin nổi. Tiêu Chính Văn. Không ngờ lại là Tiêu Chính Văn. Không ngờ cậu ta còn quen nhiều người giàu như vậy, dám chống lại áp lực của nhà họ Đàm, công khai giúp đỡ nhà họ Khương. Gia chủ, phía Tổng cục chấp pháp Tu Hà truyền tin tới, liên quan đến ông hai nhà họ Đàm. Mau nói nghe xem nào. Ông hai Đàm Bát Diệu của nhà họ Đàm đã bị bắn chết tại chỗ ở cổng Tổng cục chấp pháp, toàn bộ thuộc hạ của nhà họ Đàm, bao gồm cả thiếu gia nhà họ Đàm đều sa lưới. Thế lực của nhà họ Đàm ở Tu Hà đã bị nhổ tận gốc ạ. Khương Văn Kỳ vô cùng vui mừng, là ai mà có quyền lực lớn đến vậy, có thể nhổ được tận gốc nhà họ Đàm ở Tu Hà. Như vậy thì nhà họ Đàm sẽ không còn đối phó nhà họ Khương nữa rồi. Không có bất cứ tin tức gì về người này ạ. Có lẽ Tiêu Chính Văn đã ra tay thật rồi. Khương Văn Kỳ kết nối chuyện ký hợp đồng vật liệu và giết ông hai nhà họ Đàm với Tiêu Chính Văn. Dù sao Tiêu Chính Văn cũng là chủ soái Bắc Lương, có lẽ ngày nhà họ Đàm đến tận nơi xin lỗi đã sắp đến rồi. Chương 676, Khương Vi Nhan mất tích. Tiêu Chính Văn đi thẳng đến biệt thự, việc của Tổng cục chấp pháp anh đã giao cho Tống Hậu Lượng xử lý. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì trong vòng một ngày sẽ có tin tức truyền đến từ nhà họ Đàm. Bây giờ có lẽ Khương Vi Nhan và Khương Học Bác đã nhanh chóng trở về biệt thự Thượng Hải số 1. Hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện nên Tiêu Chính Văn quyết định sẽ ở bên cạnh Khương Vi Nhan. Tiêu Chính Văn không mất quá nhiều thời gian để chạy đến biệt thự Thượng Hải số 1, cả nhà Khương Học Bác vẫn đang đợi anh ở cửa.
Bên cạnh bọn họ, Long Nhất cũng đứng nghiêm một cách cung kính. Khương Học Bác nhìn thấy Tiêu Chính Văn đến liền vội vàng chạy tới, khuỵu gối, vừa khóc vừa nói, Chính Văn à, cuối cùng con cũng về rồi. Tiêu Chính Văn thấy hơi ngỡ ngàng, không biết vì sao vừa trở về, Khương Học Bác đã hành lễ với anh. Tiêu Chính Văn nhìn chằm chằm vào Khương Học Bác, nói có chuyện gì đứng lên rồi nói. Khương Học Bác được Khương Thần đỡ đứng dậy, mặt lộ vẻ chua xót nói, Chính Văn à, Vi Nhan mất tích rồi. Câu nói như sét đánh thẳng vào trong tim Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn nhanh chóng bước tới, hai tay đặt bên vai Khương Học Bác, Vi Nhan đã xảy ra chuyện gì? Vai Khương Học Bác đau nhức, cơn đau khiến mặt ông ta trở nên đỏ bừng. Khương Học Bác chậm rãi nói, vốn dĩ, kế hoạch ban đầu của mọi người là từ nhà họ Khương tới trung tâm thương mại thế giới mua sắm một vòng rồi về biệt thự. Nhưng sau khi mua sắm xong thì không thấy Vi Nhan đâu nữa. Lúc đầu bố còn tưởng nó tự về trước rồi, nhưng lúc mọi người trở về biệt thự thì vẫn không thấy nó đâu cả. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, mọi người đã kiểm tra camera giám sát trong trung tâm thương mại chưa? Khương Học Bác nói, nhân viên bảo vệ nói nếu không có mệnh lệnh của cấp trên thì không thể kiểm tra. Bố mẹ cũng không còn cách nào khác nên mới về tìm con. Con mau đi tìm Vi Nhan đi, bố sợ nó bị người ta bắt cóc rồi. Khương Học Bác thở dài, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Tiêu Chính Văn quay đầu rời đi, chuẩn bị xe, đến trung tâm thương mại thế giới. Long Nhất cung kính đáp, rõ. Khương Học Bác vội vàng nói, nó là con gái tôi cũng đi. Tử Phân kéo áo Khương Học Bác, khẽ nói, anh muốn chết à, ngộ nhớ kẻ thù tìm đến cửa thì đến lúc đó đao kiếm không có mắt đâu. Khương Thần sợ chết nói, đúng đấy bố, ngộ ngỡ bị kẻ thù của Khương Vi Nhan để ý thì chúng ta không trốn kịp. Bố đừng quên chúng ta đã từng suýt chết một lần rồi. Khương Học Bác tức giận nói, các người không đi thì thôi, tôi đi. Tử Phân miễn cưỡng kéo theo Khương Thần lên xe. Xe dừng lại ở bãi đậu xe của trung tâm thương mại thế giới. Tiêu Chính Văn dẫn đầu đám người Khương Học Bác đi thẳng vào trong. Trên đường đi, Tiêu Chính Văn thu hút rất nhiều ánh mắt của các cô gái trẻ. Khương Thần bĩu môi, tỏ vẻ tôi cũng làm được. Tiêu Chính Văn đi thẳng đến phòng giám sát của trung tâm thương mại thế giới, nhưng vừa đến cửa đã bị hai nhân viên bảo vệ chặn lại. Một tên bảo vệ mập mạp quát lớn, các người làm gì vậy? Không được vào đây, muốn mua gì thì ra cửa rẻ phải là thấy cửa hàng mua sắm, nếu không vừa ý thì lên tầng vẫn còn nhiều lựa chọn. Người đàn ông mập mạp đưa tay ra chỉ đường cho Tiêu Chính Văn. Khương Học Bác thò đầu ra nói thẳng, tôi muốn vào phòng giám sát. Con gái tôi mất tích ở trung tâm thương mại thế giới chỗ các người. Cậu phải để chúng tôi vào xem lại camera giám sát. Nhân viên bảo vệ gầy nghe thấy giọng nói quen thuộc, liền đứng ra, ông chính là người xông vào phòng giám sát lúc nãy phải không? Tôi nói cho ông biết, loại người như ông tôi gặp nhiều rồi. Muốn đến chỗ chúng tôi làm loạn à, đi mau đi, nếu không chúng tôi dùng bạo lực đấy. Tên nhân viên bảo vệ gầy rất kiêu căng, muốn đuổi Khương Học Bác đi. Khương Học Bác cúi đầu hỏi, còn có cách nào để vào trong không? Tên bảo vệ gầy nói đùa, cũng không phải là không thể vào, chỉ cần ông có giấy chứng minh có đóng dấu của ba người quản lý của trung tâm thương mại thế giới là được. Khương Học Bác tỏ vẻ bất lực nói, muốn có chữ ký của ba người quản lý. Vậy chẳng phải là phải tốn rất nhiều thời gian sao? Hơn nữa, chúng tôi biết đi đâu tìm ba người quản lý đây chứ? Tên gầy cười nhạt nói, chuyện đấy thì liên quan gì đến tôi? Tôi chỉ nhìn giấy chứng minh, không có giấy chứng minh thì các người đừng hòng vào. Lúc này, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, tôi không thể đợi lâu như vậy được. Tên bảo vệ gầy mất kiên nhẫn, anh không đợi được thì liên quan gì đến chúng tôi. Nhìn bộ dạng nghèo khổ của anh đi, muốn liên lạc với quản lý, còn muốn vào phòng giám sát. Đúng là nằm mơ giữa ban ngày, tên mập cũng xua tay, mau cút đi, đừng ở đây làm chướng mắt nữa. Tiêu Chính Văn không nói gì nữa. Mà tung chân đá văng tên bảo vệ và cánh cửa. Cả hai tên bảo vệ ngã xuống đất, quát lớn, các người dám xông vào phòng giám sát thì hôm nay các người đừng hòng ra khỏi đây. Tiêu Chính Văn đi thẳng vào trong, cả nhà Khương Học Bác cũng đi theo. Tôi cảnh cáo các người, đừng cố xông vào. Long Nhất đá hai tên bảo vệ ra ngoài, sau đó khóa cửa phòng giám sát lại. Trong phòng giám sát có hai nhân viên giám sát, bọn họ nhìn thấy Tiêu Chính Văn xông vào. Vẻ mặt vô cùng sợ hãi. Hai nhân viên giám sát, một nam một nữ,
nhanh chóng ôm đầu ngồi xuống đất. Bọn họ không dám ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chính Văn, có một quy tắc đó là bọn họ sẽ không thể sống sót sau khi nhìn thấy mặt tên cướp. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, đứng lên, giúp tôi điều chỉnh camera giám sát. Nhân viên giám sát khăng khăng không chịu nghe theo, hô lớn, chúng tôi nhất định sẽ không nhìn mặt anh muốn lấy gì cũng được, chúng tôi không biết gì cả, không nhìn thấy gì cả. Long Nhất thô lỗ, kéo bọn họ về chỗ ngồi, bảo bọn họ điều chỉnh camera. Khương Học Bác nói, thời gian khoảng 2 rưỡi đến 3 giờ, chúng tôi tách nhau ra ở tầng 9. Tiêu Chính Văn nói, kiểm tra đi. Long Nhất đẩy hai nhân viên giám sát, ngón tay của họ kéo chuột, dò đến khoảng thời gian 2 rưỡi đến 3 giờ ở tầng 9 trung tâm thương mại. Hình ảnh trên màn hình chạy nhanh, hết khung hình này đến khung hình khác. 2 giờ 20 phút, Khương Vi Nhan chọn một bộ quần áo trong cửa hàng quần áo nam. Rất rõ ràng, Khương Vi Nhan đang chọn một bộ đồ vest cho Tiêu Chính Văn. 2 giờ 40 phút, Khương Vi Nhan gửi đồ ở cửa hàng quần áo, rồi rời khỏi đó, đến một cửa hàng trang sức. Khương Vi Nhan chọn một sợi dây chuyền ở cửa hàng trang sức nhưng cô không mua. 2 giờ 50 phút, Khương Vi Nhan rời khỏi cửa hàng trang sức, đến cửa hàng giày này đều là hàng hiệu, Khương Vi Nhan chỉ ngắm chứ không mua, cô đi dạo một vòng sau đó liền rời đi. Chương 677, tôi mới là người quyết định. 3 giờ 20 phút, Khương Vi Nhan đến một quán trà sữa và gọi một cốc trà sữa. Sau đó cô ngồi trong quán gần 10 phút mới đứng dậy rời đi. 3 rưỡi, Khương Vi Nhan vào nhà vệ sinh nữ thì bị một người đàn ông mặc đồng phục dọn dẹp vệ sinh dùng khăn tay làm cô ngất xỉu. Sau đó người đàn ông dọn dẹp vệ sinh này còn hướng mặt về phía camera xoa cổ, dáng vẻ cực kỳ khiêu khích. Tiêu Chính Văn cứ nhìn chằm chằm vào màn hình, không dám thả lỏng một giây nào. Khương Vi Nhan còn đang gặp nguy hiểm. Tiêu Chính Văn chỉ vào nhân viên vệ sinh này hỏi nhân viên giám sát, anh biết nhân viên vệ sinh này đến từ đâu không? Nhân viên giám sát nhìn màn hình nói, có thể hắn chỉ lấy bừa đồ của nhân viên vệ sinh, vì hôm nay có người đến báo án, lúc đang dọn vệ sinh thì bị một người đánh ngất, người kia cởi đồ của anh ta ra rồi nhốt anh ta trong phòng vệ sinh. Chuyện lớn như vậy mà tại sao Trung tâm Thương mại Thế giới lại không hề có bất kỳ tin tức nào vậy, Long Nhất nói. Nữ nhân viên giám sát yếu ớt trả lời, do giám đốc Trương sợ vì nguyên nhân này mà người tiêu dùng không muốn đến mua sắm ở Trung tâm Thương mại Thế giới nữa, như vậy sẽ ảnh hưởng đến doanh thu của các cửa hàng. Bây giờ giám đốc Trương còn đang trong quá trình khảo sát để thăng chức lên tổng giám đốc. Khương Thần mắng một câu, thế chẳng phải đang dùng tính mạng của chúng ta để làm trò đùa sao? Nhân viên giám sát không phủ nhận, im bặt không nói gì. Tiêu Chính Văn gọi cho Tống Hậu Lượng nói, có người bắt cóc Khương Vi Nhan ở Trung tâm Thương mại Thế giới, mau điều tra cho tôi muốn vị trí chính xác của tên bắt cóc. Nghe anh nói vậy, Tống Hậu Lượng run rẩy nói, vâng, thuộc hạ lập tức đi điều tra địa chỉ của tên bắt cóc. Tống Hậu Lượng kinh ngạc, thế mà lại có người dám bắt cóc vợ chủ soái ngay lúc này, đúng là đang đùa với lửa. Cúp điện thoại xong, Tiêu Chính Văn đi thẳng ra ngoài. Long Nhất và cả nhà Khương Học Bác cũng đi theo sau. Hiện giờ không có bất kỳ thông tin chính xác nào liên quan đến tên bắt cóc nên chỉ đành chờ đợi. Nhưng tên bảo vệ mập và bảo vệ gầy tập trung lại trước cửa phòng giám sát, phía sau họ là một đám bảo vệ của Trung tâm Thương mại Thế giới. Tên mập còn cầm thêm một chiếc gậy sắt chỉ vào Tiêu Chính Văn nói, các anh tưởng xông vào phòng giám sát của Trung tâm Thương mại Thế giới còn có thể yên ổn ra về sao? Tên gầy hùa theo nói, đúng vậy. Hôm nay bất kể thế nào các anh cũng không thể bước ra khỏi Trung tâm Thương mại Thế giới. Tiêu Chính Văn cau mày, lạnh lùng nói, không muốn chết thì tránh ra cho tôi. Tên mập và tên gầy nhìn nhau cười cợt, chế giễu, anh nghĩ anh là ai, ra vẻ hung dữ gì đây. Lát nữa giám đốc Trương đến, xem anh còn ngông nghênh được gì nữa. Tiêu Chính Văn đi thẳng đến chỗ đám bảo vệ đang vây quanh trước cửa phòng, vung tay cho mỗi người một đấm. Một lát sau, mấy bảo vệ này đều ngã gục, lăn lộn dưới đất. Tên mập gào mồm lên, lại còn dám ra tay đánh người, các anh tiêu đời rồi. Các anh có biết Trung tâm Thương mại Thế giới này là địa bàn của ai không? Là bất động sản của người giàu nhất Tu Hà Lý Trường Thắng đấy. Đắc tội với tỷ phú Lý, sau này các anh đừng mong có thể lăn lộn ở Tu Hà nữa. Cùng lúc đó, Trương Hải Quân mặc một bộ đồ vest. Bề ngoài trông có vẻ sáng sủa nhưng phẩm chất lại thấp kém bước từ ngoài vào.
Tiêu Chính Văn nhìn Trương Hải Quần không nói gì. Tên mập vừa thấy giám đốc Trương Hải Quần đến thì lập tức chạy đến nịnh bợ nói, giám đốc, chính là bọn hắn, dám xông vào phòng giám sát, còn không phân biệt trắng đen đã ra tay đánh người. Tên gầy cũng bắt trước theo, chạy đến một bên khác của giám đốc Trương nói, giám đốc, không thể để đám người này đi được. Trương Hải Quần cũng tức giận, bây giờ đang trong quá trình khảo sát đặc biệt để hắn thăng chức thành tổng giám đốc trung tâm thương mại thế giới, thế mà lại có người gây chuyện ở đây. Khoảng thời gian này, Trương Hải Quần luôn bật chế độ cảnh giác 100%. Trung tâm thương mại thế giới không thể xảy ra bất cứ chuyện gì được, hắn càng không thể đi sai một bước. Nếu không lần đánh giá này mà bị phá hoại thì không biết lại đợi bao lâu mới có thể thăng chức tổng giám đốc. Trương Hải Quần nhìn chằm chằm mấy người Tiêu Chính Văn, lạnh lùng nói, dám gây chuyện ở trung tâm thương mại thế giới, e là các người không muốn sống nữa rồi. Nói cho các người biết, tôi quen với người bên cảnh sát, có tin chỉ cần một cú điện thoại của tôi thôi là các người sẽ bị tống vào cục cảnh sát, thậm chí là ăn cơm tù vài tháng không. Nghe vậy, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, vậy à? Tôi cũng muốn tặng anh mấy lời tương tự. Anh có tin tôi chỉ cần gọi một cuộc điện thoại thì anh không còn giữ được chức giám đốc không? Nghe anh nói vậy, Trương Hải Quần nở nụ cười chế giễu nói, anh nghĩ anh là ai vậy? Chủ tịch của Trung tâm Thương mại Thế giới Lý Trường Thắng sao? Tôi nói cho anh biết, cho dù Lý Trường Thắng có đích thân đến, muốn cách chức tôi thì ông ta cũng phải cân nhắc đến công lao tôi đã cống hiến cho Trung tâm Thương mại Thế giới. Cách chức tôi thì không biết Trung tâm Thương mại Thế giới sẽ tổn thất mấy trăm triệu tệ đâu. Tên mập và tên gầy cũng nói hùa theo, đúng vậy, không ai có thể sánh được với giám đốc Trương ở Trung tâm Thương mại Thế giới cả. Hơn nữa anh ấy sắp được thăng chức làm tổng giám đốc rồi, cả đời này của anh chắc cũng không với tới vị trí của anh ấy đâu. Anh nghĩ anh có thể lật đổ được giám đốc Trương sao? Đúng là thằng ngốc nằm mơ. Nghe thấy vậy, Tiêu Chính Văn cũng lười giải thích, anh rút điện thoại ra gọi cho Lý Trường Thắng, Lý Trường Thắng à? Cậu Tiêu, là tôi đây. Tôi đã gửi lô vật liệu của nhà họ Khương sang rồi, không biết cậu còn dặn dò gì không? Lý Trường Thắng kính cẩn nói. Trung tâm thương mại thế giới là bất động sản của ông sao? Phải, tôi giao cho quản gia quản lý nó. Sao vậy, cậu cần đến trung tâm thương mại thế giới sao? Chỉ cần cậu nói một câu, tôi lập tức đi thu xếp. Lý Trường Thắng nghiêm túc nói. Vi Nhan bị mất tích ở trung tâm thương mại thế giới, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Cái gì, cậu Tiêu, tôi không hề biết chuyện này, tôi lập tức bảo người của Trung tâm Thương mại Thế giới nghe theo lời của cậu để cậu đích thân thẩm vấn, Lý Trường Thắng hoảng hốt, căng thẳng nói. Không cần đâu, ông biết Trương Hải Quần của Trung tâm Thương mại Thế giới không? Tiêu Chính Văn hỏi tiếp. Tôi biết. Lý Trường Thắng nhíu mày đáp. Vậy tốt, lập tức đuổi việc anh ta. Tiêu Chính Văn hờ hững nói, ánh mắt bắn ra tia lạnh lẽo. Vâng, thưa cậu Tiêu. Tiêu Chính Văn cúp máy, ánh mắt nhìn Trương Hải Quần như thể nhìn một người chết. Trương Hải Quần khinh thường nhìn Tiêu Chính Văn nói, hơ hơ, anh cũng quá xem trọng mình rồi đấy. Với bộ dạng nghèo nàn này của anh mà còn muốn bảo Lý Trường Thắng cách chức tôi. Nói cho anh biết nhé, Trung tâm Thương mại Thế giới này là do Trương Hải Quần tôi quyết định. Tên bảo vệ gầy và tên bảo vệ mập đó cũng tỏ vẻ cao ngạo nhìn Tiêu Chính Văn như nhìn một tên quê mùa. Một lát sau, chuông điện thoại của Trương Hải Quần vang lên. Trương Hải Quần mở điện thoại ra, vẻ mặt hết sức ngạc nhiên, người gọi đến là Lý Trường Thắng. Lẽ nào, Tiêu Chính Văn thật sự gọi được cho Lý Trường Thắng? Trương Hải Quần lắc đầu, vứt ý nghĩ không thiết thực này ra khỏi đầu. Nhất định là trùng hợp, chỉ là trùng hợp thôi. Trương Hải Quần, cậu đã bị đuổi việc, mau chóng thu dọn đồ đạc rời khỏi Trung tâm Thương mại Thế giới ngay. Vừa bắt máy, đầu dây bên kia vang lên giọng nói kiên định của Lý Trường Thắng. Trương Hải Quần sửng sốt, hồi lâu sau mới phản ứng lại được, hắn gần như điên cuồng hỏi, không, Chủ tịch Lý, tại sao chứ? Tôi chăm chỉ làm việc, sắp được thăng chức thành Tổng Giám đốc rồi, sao ông có thể cách chức tôi? Lý Trường Thắng lạnh lùng nói, tự cậu nghĩ cho kỹ dạo này cậu đã đắc tội với ai, những chuyện khác tôi không nhắc đến. Cuối cùng khuyên cậu một câu, mình giỏi thì có người khác giỏi hơn. Sau này làm việc gì cũng nên cẩn thận hơn một chút. Tút tút tút. Điện thoại đã bị cúp, mặt Trương Hải Quần trắng bệch không còn chút máu. Lúc này tên mập và tên gầy cũng nhận ra chuyện không ổn bèn nói, sao vậy giám đốc Trương?
xảy ra chuyện gì sao? Trương Hải Quần run rẩy cả người, sau đó quỳ xuống trước mặt Tiêu Chính Văn trong ánh mắt kinh ngạc của tên mập và tên gầy, cúi đầu nói, anh Tiêu, trách tôi có mắt như mù, anh nói một tiếng với Chủ tịch Lý tha cho tôi đi. Cầu xin anh, chương 678, một phần quà. Trương Hải Quần khóc nức nở dập đầu lại Tiêu Chính Văn. Trương Hải Quần phấn đấu nửa đời người, chỉ vì sự ngạo mạn của bản thân mà mất chức tổng giám đốc dễ như trở bàn tay, thậm chí còn mất luôn cả chức vụ tại Trung tâm Thương mại Thế giới. Trương Hải Quần hoàn toàn hoang mang, hắn bắt đầu hối hận vì đắc tội tới Tiêu Chính Văn, hối hận vì hôm nay đã đến phòng giám sát. Còn Tiêu Chính Văn chẳng thèm liếc nhìn hắn, thẳng thừng rời đi. Đám hề nhảy nhót này không đáng để anh phải bận tâm. Sau khi Tiêu Chính Văn rời khỏi Trung tâm Thương mại Thế giới liền lên xe. Reng reng reng, tiếng chuông điện thoại của anh vang lên. Tiêu Chính Văn nhận điện thoại, hỏi, tra được vị trí của bọn bắt cóc chưa? Một giọng nói kỳ dị vang lên từ trong điện thoại, chủ soái Tiêu, lâu rồi không gặp. Nghe thấy giọng nói đã qua xử lý này, Tiêu Chính Văn cẩn thận hỏi, anh là ai? Ha ha, tướng quân Đồ Hưu nhờ tôi hỏi thăm anh. Nghe đến hai chữ Đồ Hưu, Tiêu Chính Văn trở nên phẫn nộ lạ thường, trầm giọng nói, Khương Vi Nhan là do mày bắt đi phải không? Nhớ kỹ, nếu như mày dám động vào một cọng tóc của cô ấy thì tao sẽ san phẳng cả cái chiến khu Giang Trung. Ha ha, chủ soái Tiêu vẫn gắt gỏng như ngày xưa nhỉ. Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười lạnh lùng, đừng để tao tóm được mày, mày sẽ chết thảm lắm đấy. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, chủ soái Tiêu, tôi đặc biệt tặng cho anh một món quà ở trường học quý tộc Hoàng gia Tân Nhã. Nhớ cho kỹ, nắm chắc thời gian, người ở đầu dây bên kia nói xong câu này rồi cúp máy luôn. Trường học quý tộc Hoàng gia Tân Nhã. Đó không phải trường học của Nana sao? Nguy rồi. Tiêu Chính Văn nhận ra Nana đang gặp nguy hiểm. Anh lập tức lên xe, phóng nhanh tới trường học quý tộc Hoàng gia Tân Nhã. Trong mắt Tiêu Chính Văn lóe lên tia sáng sắc lạnh, Nana, con tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Nếu như chúng mày dám động vào con gái tao thì tao sẽ giết hết không chừa một ai. Chẳng bao lâu, Tiêu Chính Văn đã tới trường học quý tộc Hoàng gia Tân Nhã. Dưới sự chỉ đạo của giáo viên, rất nhiều em nhỏ đều đang xếp hàng trước cửa trường học quý tộc Hoàng gia Tân Nhã đợi bố mẹ đến đón về nhà. Tiêu Chính Văn lướt mắt nhìn qua biển người, bắt gặp cô giáo Tô giáo viên chủ nhiệm của lớp Nana. Tiêu Chính Văn bước nhanh tới, đi đến bên cạnh cô giáo Tô, nói, chào cô Tô. Con gái tôi đâu rồi? Cô giáo Tô trả lời, Nana vẫn đang ở trong trường. Tiêu Chính Văn không nói thêm gì, chạy thẳng vào trong trường, tìm kiếm bóng dáng của Nana. Nana, con tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì. Cách đó không xa, Tiêu Chính Văn nhìn thấy bóng dáng của Nana. Nana cầm cây kẹo mút trên tay, vui vẻ ngồi ở bồn hoa mút kẹo. Tiêu Chính Văn gọi lớn, Nana. Nana quay đầu lại, nhìn thấy Tiêu Chính Văn, hào hứng hô lên, bố ơi, Nana ở đây này. Tiêu Chính Văn không hề chần chừ chạy lại, ôm Nana vào lòng. Anh cẩn thận quan sát khắp người Nana một lượt. Lo lắng hỏi, Nana, con có sao không? Nana cười tít mắt nói, không sao ạ, có chú còn cho con một cây kẹo mút đây này. Nana giơ cây kẹo mút ra trước mặt Tiêu Chính Văn cho anh nhìn. Tiêu Chính Văn nhìn cây kẹo mút trên tay Nana, không hề có gì bất thường. Không thể nào. Trực giác của một người quân nhân mách bảo Tiêu Chính Văn chuyện này không thể nào đơn giản như thế, thuộc hạ của Đồ Hưu không lý nào chỉ đi hù dọa người. Vậy thì rốt cuộc nguy cơ tiềm ẩn nằm ở đâu? Tiêu Chính Văn dần bình tĩnh lại. Dần dần, tâm trạng anh bình ổn trở lại, bắt đầu cẩn thận nghe ngóng động tĩnh xung quanh. Tích tắc, tích tắc, tích tắc. Có tiếng kim đồng hồ chuyển động trong cặp sách của Nana. Tiêu Chính Văn cầm lấy cặp sách của Nana, mở ra xem. Một quả bom hẹn giờ đang nằm lặng lẽ bên trong cặp sách của Nana. Trái bom không to lắm nhưng nếu như Nana cứ đeo cặp sách thì tuyệt đối không thể sống sót sau khi nó phát nổ. Tích tắc, tích tắc, tích tắc. Kim đồng hồ chuyển động cực nhanh, chỉ còn lại 30 giây. Tiêu Chính Văn cười nói với Nana, Nana, bố biểu diễn cho con xem một trò ảo thuật có được không nào. Nana vỗ tay nói, được ạ, Nana thích xem ảo thuật nhất. Tiêu Chính Văn nói luôn, nhìn cho kỹ nhé, sắp có pháo hoa chui ra từ trong cặp đây. Tiêu Chính Văn vứt thẳng cặp sách lên trên không trung, chỉ trong nháy mắt,
chiếc cặp sách màu hồng liền nổ tung giữa không trung, trông như pháo hoa màu hồng vậy. Nana đứng dưới đất vỗ tay cười lớn, vẻ mặt ngây thơ. Reng reng reng, chuông điện thoại vang lên. Tiêu Chính Văn nhìn màn hình, là Tống Hậu Lượng gọi đến. Tiêu Chính Văn vội vàng nói, cha ra chưa? Vi Nhan giờ đang ở đâu? Tống Hậu Lượng lên tiếng, cha ra rồi, bọn bắt cóc dẫn Khương Vi Nhan đến một tòa nhà đang xây dựng dở bỏ hoang ở khu Vũ Hoa Tu Hà. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, gửi định vị cho tôi. Tống Hậu Lượng vội vàng nói, sau khi điều tra kỹ lưỡng, kẻ bắt cóc có lẽ là binh lính đã trải qua huấn luyện ám sát chuyên môn. Anh Tiêu, hay là đợi tôi triệu tập cảnh vệ rồi chúng ta cùng đến bao vây tòa nhà đang xây dựng dở ở khu Vũ Hoa đó. Tiêu Chính Văn để lại câu nói cuối cùng, không kịp nữa rồi, sau đó liền cúp máy. Phi Tiêu, nếu như mày đã dám ra tay với Nana và Vi Nhan thì lần này tao nhất định sẽ phế bỏ mày. Tiêu Chính Văn ôm lấy Nana, đi thẳng ra khỏi cổng trường học quý tộc Hoàng gia Tân Nhã. Long Nhất đang lái xe đến cổng trường học, Tiêu Chính Văn giao Nana cho Long Nhất. Tiêu Chính Văn nói, Nana, con nhất định phải theo sát chú Long Nhất đấy. Nana gật đầu, vâng. Long Nhất lên tiếng, chủ soái, để tôi đi cùng với anh. Tiêu Chính Văn lắc đầu, không cần đâu. Nhiệm vụ của anh là bảo vệ Nana thật tốt, nhớ kỹ, phải đưa con bé bình an trở về nhà. Long Nhất gật đầu, chủ soái, anh nhất định phải bình an trở về cùng với chị dâu. Tiêu Chính Văn quay đầu, để lại ánh mắt chắc chắn, kiên định. Tiêu Chính Văn tự mình lái xe, chạy thẳng đến điểm định vị mà Tống Hậu Lượng gửi tới. Khoảng gần 30 phút sau, cuối cùng Tiêu Chính Văn cũng đến tòa nhà bỏ hoang mà Tống Hậu Lượng gửi định vị cho. Tiêu Chính Văn xuống xe, chạy thẳng vào trong tòa nhà đang xây dở đó. Anh quét mắt nhìn lên. Đập vào mắt là một tòa nhà đang xây dựng đến tầng 6. Đây là một tòa nhà xây dựng dở vẫn đang chờ khai thác, tường đá màu đen, bê tông cốt thép màu đen, những cánh cửa chính đã hỏng cũng màu đen nốt. Tiêu Chính Văn vừa bước vào trong tòa nhà đang xây dựng, một mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi. Tiêu Chính Văn bịt mũi lại, khẽ khàng đẩy một tấm ván gỗ ra. Đột nhiên, khói bụi mịt mù từ đâu kéo đến. Tiêu Chính Văn bước từng bước lên trên cầu thang. Lớp xi măng trên cầu thang đã xuất hiện vài vết nứt, đi trên đó cứ giống như đang lơ lửng giữa khoảng không, căn bản chẳng hề có cảm giác an toàn. Quan trọng nhất là những bậc cầu thang này đã bị mục nát thậm tệ dưới nước mưa. Tiêu Chính Văn đi bộ lên ba tầng, sau khi rẽ vào góc thì cuối cùng cũng nhìn thấy Phi Tiêu và Khương Vi Nhan đang bị trói vào cột. Phi Tiêu tháo mũ xuống, cúi lưng thật sâu trước mặt Tiêu Chính Văn. Chủ soái, trái bom trong cặp chắc là vẫn dễ đối phó nhỉ. Món quà này có lẽ anh không thích lắm đâu, chỉ có điều tôi không biết con gái anh bây giờ ra sao rồi. Tiêu Chính Văn từng bước tiến lại gần, trong đáy mắt toát lên vẻ căm hận lạnh băng, nói, người của đồ hưu, rồi mày sẽ phải chết rất thảm đấy. Chương 679, nổ vang. Thế nhưng, Phi Tiêu không hề sợ, hắn rút từ trong túi ra một chiếc điều khiển từ xa, giơ tay lên rồi nói với Tiêu Chính Văn, chiếc điều khiển từ xa này kết nối với quả bom hẹn giờ. Chỉ cần tôi bấm nút là 5 phút sau, bùm. Một tiếng nổ lớn sẽ vang lên, không chỉ có Khương Vi Nhan nổ tan xác mà cả tòa nhà bỏ hoang này cũng sẽ trở thành một đống phế liệu trong nháy mắt. Tiêu Chính Văn nhìn Khương Vi Nhan, trong đáy mắt có biết bao nhiêu là đau lòng và lo lắng. Khương Vi Nhan bị trói bằng xích sắt vào một cái cột lớn, trên đỉnh đầu Khương Vi Nhan đang có một quả bom hẹn giờ cỡ lớn. Quả bom này to hơn vài lần so với quả bom trong cặp sách Nana lúc trước. Uy lực đương nhiên cũng lớn hơn nhiều. Phi Tiêu cười nói, anh tuyệt đối đừng mơ đến chuyện gỡ trái bom này, chỉ cần khẽ động vào là nó sẽ tự động phát nổ, cả tòa nhà này sẽ trở thành một đống hoang tàn. Tiêu Chính Văn dừng bước, lạnh lùng nói, nếu mày dám bấm nút thì tao sẽ lấy đầu của mày. Phi Tiêu cười khẩy, mạnh mẽ ấn nút. Tích, tích, tích. Kim đồng hồ trong quả bom hẹn giờ trên đầu Khương Vi Nhan bắt đầu chuyển động. Phi Tiêu vứt bỏ cái điều khiển từ xa màu đỏ, nói, thuộc hạ của tướng quân Đồ Hưu, phó tướng số 1, biệt hiệu Phi Tiêu. Mong chủ soái Tiêu dạy bảo, miệng Khương Vi Nhan đã bị bịt chặt, cô dùng sức lắc đầu thật mạnh nhìn Tiêu Chính Văn, miệng nói gì đó rất mơ hồ. Bởi vì bị băng dính đen dán miệng lại, tiếng hét ra toàn bộ đều biến thành tiếng kêu ư ư ư. Nước mắt của Khương Vi Nhan lăn xuống, cô liều mạng lắc đầu, giống như muốn nói, Tiêu Chính Văn.
đừng lo cho em nữa, mau đi đi. Phi Tiêu thấy sự chú ý của Tiêu Chính Văn đều đổ dồn lên người Khương Vi Nhan liền thẳng tay tát cho Khương Vi Nhan một bạt tai. Hắn cười gằn, nói chủ soái Tiêu, đối thủ của anh là tôi đây này, vẫn nên tập trung một chút thì tốt hơn. Tiêu Chính Văn trừng mắt nhìn Phi Tiêu, phẫn nộ gào lên, tao sẽ băm vằm mày ra thành nghìn mảnh. Phi Tiêu thấy Tiêu Chính Văn nổi điên thì khẽ cười, để tôi xem chủ soái Bắc Lương thống lĩnh 300.000 quân Bắc Lương trong lời đồn rốt cuộc lợi hại đến mức nào. Chỉ có 5 phút, thời gian cấp bách, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Tiêu Chính Văn lao thẳng về phía Phi Tiêu rồi tung ra một cú đấm. Hai tay Phi Tiêu chắn trước người, ăn trọn cú đấm của Tiêu Chính Văn. Phi Tiêu lùi về sau vài bước, cả cánh tay đều đau đớn dị thường. Phi Tiêu đỡ lấy cánh tay đang không ngừng run rẩy, sau cú đánh của Tiêu Chính Văn thì không có cách nào để chống lại. Tiêu Chính Văn lại tung thêm một cú đấm. Phi Tiêu vội vàng lùi ra sau, cố gắng né tránh cú đấm này. Thế nhưng, hắn vẫn quá coi thường lực đấm của Tiêu Chính Văn. Cú đấm của Tiêu Chính Văn mặc dù không đánh trúng vào người Phi Tiêu, nhưng lực đấm mạnh mẽ kia vẫn đả kích vào phần bụng của hắn. A! Phi Tiêu lạnh lùng hừ một tiếng, bị đánh ngã phịch xuống đất. Bây giờ chỉ còn lại 3 phút. Tiêu Chính Văn không chọn tiếp tục đánh nữa mà quay người đi về phía Khương Vi Nhan, xé bỏ lớp băng dính đen ra khỏi miệng cô. Sau đó, Tiêu Chính Văn rút ra con dao quân đội năm cạnh, giơ tay cắt bỏ đoạn xích sắt đang trói Khương Vi Nhan vào cột. Két két, những tia lửa bắn ra bốn hướng. Nước mắt Khương Vi Nhan đầm đìa, nức nở nói, chồng à, không còn nhiều thời gian nữa đâu, anh mau đi đi, nhớ phải thay em chăm sóc Nana cho tốt, em không ở đây thì anh nhất định không được để cho Nana khóc. Con bé dễ dỗ lắm, chỉ cần một cây kẹo mút hay một que kem là đủ rồi. Tiêu Chính Văn, anh đi đi. Tiêu Chính Văn nhìn cô với ánh mắt kiên định, anh sẽ không bỏ em mà đi đâu. Ba người nhà chúng ta nhất định sẽ đoàn tụ. Khương Vi Nhan khóc sướt mướt, nói anh ngốc thế. Tiêu Chính Văn dùng lực cắt bỏ xích sắt đã xuất hiện vài vết xước khá sâu. Kim đồng hồ không ngừng chuyển động, chỉ còn lại 2 phút cuối cùng. Phi Tiêu bò dậy, cả người nổi điên, khí thế của một quân vương địa cấp 3 sao như bùng nổ. Ánh mắt Phi Tiêu đỏ ngầu, là một quân vương 3 sao mà hắn lại không chịu nổi một đấm của Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn, hôm nay Phi Tiêu tao nhất định sẽ tiễn mày xuống địa ngục. Phi Tiêu giơ chân đá lên người Tiêu Chính Văn. Hắn giơ nắm đấm lên, cú đấm này mang theo sức lực mạnh mẽ của một quân vương 3 sao, nhắm thẳng về phía Tiêu Chính Văn đang dùng con dao quân đội 5 cạnh cắt đứt xích sắt. Khương Vi Nhan thấy Phi Tiêu xông đến thì hét lên, Tiêu Chính Văn, cẩn thận phía sau. Cú đấm này của Phi Tiêu mang theo toàn bộ sức lực, không khí như bị xé toạc theo đòn đánh. Tiêu Chính Văn hô lên, mày đi chết đi. Anh quay người lại, trả lại một đấm, đánh trúng vào cú đấm của Phi Tiêu. Bốp! Hai nắm đấm đối chạm nhau, Phi Tiêu ngã lăn xuống đất. Khụ khụ! Phi Tiêu nôn ra một ngụm máu tươi, ánh mắt sáng ngời chợt trở nên u tối. Thua rồi, cuối cùng thì vẫn thua rồi. Phi Tiêu phấn đấu một đời. Cuối cùng vẫn không đấu lại nổi chủ soái Bắc Lương. Phi Tiêu từ một kẻ vô danh tiểu tốt leo lên tới vị trí phó tướng số 1 của Đồ Hưu, trở thành cánh tay đắc lực của Đồ Hưu. Ở Giang Trung có thể nói rằng dưới một người mà trên cả vạn người. Thế nhưng chủ soái Bắc Lương Tiêu Chính Văn trẻ tuổi lại được mệnh danh là Long soái số 1 của Hoa Quốc. Thân phận, địa vị của anh, công lao xuất sắc thậm chí còn xếp trên cả chủ tướng của hắn. Ngoài ngưỡng mộ ra thì trong lòng Phi Tiêu còn có cả cảm giác đố kỵ và hận thù. Phi Tiêu cũng mong một ngày nào đó bản thân có công lao lỗi lạc, được biểu dương khắp nơi, thậm chí có thể trở thành một người mạnh hơn so với chủ soái Bắc Lương, bắt chủ soái Bắc Lương phải nằm dưới mũi giày của mình. Thế nhưng, đến ngày hôm nay, hắn mới biết thực lực của mình quá cách biệt với Tiêu Chính Văn, khoảng cách đó không thể nào vượt qua nổi. Thời gian chỉ còn lại một phút. Chấp nhận cái chết đi. Tiêu Chính Văn. Phi Tiêu lau đi vết máu ở khóe miệng, yên lặng nằm trên mặt đất, lạnh lùng nhìn Tiêu Chính Văn vẫn đang cần mẫn cắt bỏ xích sắt, có thể đi xuống hoàng tuyền cùng với chủ soái Bắc Lương, đời này kể ra cũng không còn gì phải hối tiếc. Tiêu Chính Văn siết mạnh con dao quân đội năm cạnh, điên cuồng cứa lên đoạn xích sắt. Khương Vi Nhan khóc nức nở nói, Tiêu Chính Văn, anh đi đi. Còn tiếp tục thế này nữa thì hai người chúng ta đều sẽ chết. Em không muốn Nana trở thành trẻ mồ côi đâu.
Tiêu Chính Văn vừa cứ vừa nói, em sẽ sống, anh và em sẽ ở bên nhau cả đời này, sống tới khi đầu bạc răng long, chúng ta sẽ ở bên Nana, cùng con bé lên lớp, cùng con bé ra đời làm việc, cùng con bé tiến vào lễ đường kết hôn. Nếu một ngày nào đó Nana với người đàn ông nó yêu cãi lộn, chúng ta vẫn có thể cho con bé một bến cảng bình yên. Hu hu hu. Khương Vi Nhan nói không nên lời. Thời gian chỉ còn lại 20 giây. Tiêu Chính Văn cật lực cứa xuống, từng nhát, khiến cho xích sắt lóe lên tia lửa. Ha ha ha. Phi Tiêu nhìn khoảng thời gian còn lại, nhếch mép cười, Tiêu Chính Văn, anh thua rồi, anh thua dưới tay tôi rồi. Con đường xuống suối vàng có chủ soái Bắc Lương của Hoa Quốc đồng hành, đời này của Phi Tiêu tôi sống không hề uổng phí. Tích tích tích. Chỉ còn 10 giây cuối cùng. Nhát dao này của Tiêu Chính Văn đã thành công cắt đứt sợi xích sắt trên người Khương Vi Nhan. Nứt rồi, hoàn toàn nứt rồi. Chỉ còn 5 giây cuối cùng. Tiêu Chính Văn ôm lấy Khương Vi Nhan, nhảy xuống sân thượng tầng 3. Nếu đi cầu thang thì nhất định chỉ có chết. Nhảy từ tầng 3 xuống là con đường sống duy nhất. Rầm. Tiếng bom nổ vang lên, những tia lửa bắn ra từ trái bom giống như pháo hoa bay lên trời. Cả tòa nhà, cả bầu trời đều bừng sáng rực rỡ trong khoảnh khắc đó. Bầu trời ngập tràn ánh lửa và khói bụi. Phi Tiêu nhìn theo Tiêu Chính Văn, cười khẩy nói, chủ soái Tiêu, tướng quân Đồ Hưu sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Tôi đợi anh ở cửa vào địa ngục. Chương 680, sân bay Thượng Hỗ. Bùm! Tiếng nổ cực lớn vang lên, một đám mây dày đặc hình nấm bay lên không trung. Cùng với tiếng nổ đinh tai đó, một tòa nhà chưa hoàn thành ở khu Vũ Hoa ngay lập tức biến thành một đống đổ nát màu đen. Tiêu Chính Văn ôm Khương Vi Nhan vào lòng nhảy từ tầng 3 của tòa nhà chưa hoàn thành đó xuống, bên tai Khương Vi Nhan là tiếng nổ cực lớn, cô được Tiêu Chính Văn ôm chặt vào lòng nên không hề bị thương. Lúc hai người rơi từ trên xuống, Tiêu Chính Văn dùng lưng của mình để chặn lại tác động của quả bom cho cô. Khi hai người gần rơi xuống mặt đất, Tiêu Chính Văn ôm Khương Vi Nhan xoay ngược lại 180 độ trở thành tấm lót hình người để Khương Vi Nhan không chịu tác động mạnh của cú tiếp đất. Hừ! Tiêu Chính Văn buồn bực hừ một tiếng, ôm chặt lấy Khương Vi Nhan nói, Vi Nhan, em không sao chứ? Khương Vi Nhan nằm trong lòng Tiêu Chính Văn, vẫn còn sợ nói, em không sao, còn anh thì sao? Tiêu Chính Văn lắc đầu tỏ ý không sao. Cùng lúc này, Tổng tư lệnh Tổng cục chấp pháp Tống Hậu Lượng dẫn theo một nhóm cảnh vệ bao vây tòa nhà chưa hoàn thành. Tống Hậu Lượng chạy đến cúi đầu nói với Tiêu Chính Văn, cậu Tiêu, tôi đến trễ rồi. Vẻ mặt anh ta đau khổ cúi đầu, thầm cảm thấy rất hoảng sợ. Tiêu Chính Văn ôm Khương Vi Nhan lên nói, Phi Tiêu ở bên trong, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Tống Hậu Lượng gật đầu đáp, vụ nổ lớn như vậy, ngay cả tòa nhà chưa hoàn thành này cũng bị sập, tên kia dù không bị nổ chết, cũng sẽ bị bê tông cốt thép đè chết. Thuộc hạ sẽ tìm ngay trong đêm, nhất định sẽ tìm ra xác hắn. Tiêu Chính Văn không hề dừng lại mà ôm Khương Vi Nhan. Dịu dàng nói, chúng ta về nhà, Nana còn đang đợi chúng ta. Khương Vi Nhan nở nụ cười sau khi thoát khỏi đại nạn, ừ. Sau đó hai người trở về biệt thự Thương Hải số 1. Nhận được tin tức, ba người nhà Khương Học Bác chạy đến cổng biệt thự Thương Hải số 1 đứng đợi Khương Vi Nhan. Nana được Long Nhất bảo vệ cũng lẳng lặng đứng đợi. Bóng dáng Khương Vi Nhan và Tiêu Chính Văn vừa mới lấp ló ở trước cổng biệt thự. Nana đã nhảy cẫng lên hô lớn, mẹ, là mẹ. Khương Vi Nhan ngân ngấn nước mắt, chạy đến gọi lớn, Nana. Nana cũng chạy đến đón, nhào vào lòng Khương Vi Nhan, nghiêng đầu nói nhỏ bên tai cô, mẹ, hôm nay bố đã biểu diễn một màn ảo thuật ở trước cổng trường đấy, biến cặp của Nana thành một chùm pháo hoa. Khương Vi Nhan nhìn Tiêu Chính Văn, liên tưởng màn ảo thuật này và món quà Phi Tiêu tặng vừa rồi. Tiêu Chính Văn dịu dàng mỉm cười với cô. Khương Vi Nhan nói với Nana, Nana của chúng ta dũng cảm nhất, đúng không? Nana gật đầu nói, vâng ạ. Khương Học Bác thấy con gái bình an vô sự cũng cười đi đến nói, con gái à, đều trách bố không chăm sóc tốt cho con không sao là tốt rồi. Khương Học Bác nói xong, không kìm được rơi nước mắt. Bây giờ ông ta rất hối hận vì thái độ đối xử với Khương Vi Nhan của mình trước đây. Khương Vi Nhan kiên cường nở nụ cười, đứng tại chỗ xoay một vòng, bố nhìn xem, con thật sự không sao. Con tin cả nhà chúng ta đều sẽ bình an.
Tiêu Chính Văn kéo bàn tay ngọc ngà của Khương Vi Nhan lại, ánh mắt kiên định nói, có anh ở đây, em nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì. Sau đó anh kéo Khương Vi Nhan đi về phòng. Một lát sau, Khương Vi Nhan chuẩn bị cho cả nhà Khương Học Bác hai căn phòng, một căn là cho Khương Học Bác và Từ Phân, căn phòng khác là cho Khương Thần. Cậu chủ Khương Thần vẫn không bớt được cái tính trăng hoa, tự mình gọi hai cô nữ giúp việc, nếu không dù thế nào cậu ta cũng không ngủ được. Tiêu Chính Văn cho Khương Thần một phương pháp thôi miên vật lý, dùng nắm đấm đánh vào giữa trán của Khương Thần. Khương Thần còn chưa phản ứng lại kịp đã ngất xỉu ngã xuống giường. Một đêm yên tĩnh. Lúc này, sân bay quốc tế Thượng Hỗ lại có một đám người đông nghịt vây quanh, nhìn kỹ thì tất cả đều mặc đồ cảnh vệ của Tổng cục Chấp pháp Thượng Hỗ. Theo sự sắp xếp của Tiêu Chính Văn, Lưu Lôi đã lên chuyến bay đến Thượng Hỗ từ chiều hôm qua. Tống Hậu Lượng đã đích thân điều động máy bay chuyên dụng để Lưu Lôi bay từ Tu Hà đến Thượng Hỗ. Để đảm bảo Lưu Lôi không chạy thoát thân giữa chừng, Tống Hậu Lượng thông báo cho Đàm Lệnh Hồ Tổng Tư lệnh Tổng cục Chấp pháp Thượng Hỗ đúng giờ đến đón. Trên máy bay, ngoài tiếp viên và bảo vệ ra thì chỉ có một mình Lưu Lôi là hành khách. Tất nhiên ngoài người còn sống thì còn một thi thể đã lạnh băng ông hai nhà họ Đàm Đàm Bát Diệu. Lôi Lưu không biết lúc này sân bay quốc tế Thượng Hỗ đã bị người nhà họ Đàm và cảnh vệ Tổng cục Chấp pháp bao vây kín mít. Bây giờ gã còn đang ảo tưởng có thể trở nên lớn mạnh ở Thượng Hỗ nhờ vào thế lực của nhà họ Đàm. Còn mối thù cũ của nhà họ Đàm và Tiêu Chính Văn, Lưu Lôi cũng không muốn tiếp tục tham dự vào nữa. Máy bay bay gần một tiếng đồng hồ nữa mới hạ cánh ở sân bay Thượng Hỗ. Nhà họ Đàm có nhiều tai mắt ở Tu Hà nên bây giờ Đàm Lệnh Hồ đã biết chuyện xảy ra ở Tổng cục Chấp pháp Tu Hà. Vốn dĩ Đàm Bát Diệu đã dùng lệnh bài của nhà họ Cổ để cứu Đàm Tử Thạch và Lưu Lôi. Mấy người họ phải bình an quay về, không biết sao tự dưng lại xuất hiện một người bắn chết ông hai nhà họ Đàm ở trước cổng Tổng cục Chấp pháp Tu Hà, làm cậu chủ nhà họ Đàm bị bắt vào nhà giam lần nữa. Hơn nữa với mưu kế của người đó, không một ai trong nhà họ Đàm có thể quay lại. Thậm chí người đó lại còn cử Lưu Lôi mang xác của Đàm Bát Diệu về. Điều này chắc chắn là đang vả vào mặt nhà họ Đàm, là muốn tuyên chiến với nhà họ Đàm. Đàm Lệnh Hồ đã đích thân đến sân bay, thậm chí còn điều động đoàn quân đội hùng hậu bao vây sân bay. Ánh mắt ông ta hiện lên nỗi căm hận như thể muốn nuốt chửng luôn cả sân bay. Đội trưởng đội cảnh vệ là một người đàn ông trung niên có râu, giọng ông ta hơi trầm, cục trưởng, máy bay chuyên dụng bên Tu Hà sắp đến rồi. Tiếp theo chúng ta phải làm gì? Đàm Lệnh Hồ tức giận nói, đi, đi xem Bát Diệu. Người nhà họ Đàm có chết cũng không thể chết ở ngoài. Đội trưởng đội cảnh vệ Chu Nguyên Ngọ không cảm xúc đi theo phía sau Đàm Lệnh Hồ. Xoạt xoạt xoạt. Đàm Lệnh Hồ di chuyển, cảnh vệ phía sau ông ta cũng cầm súng nhanh chóng đi theo. Máy bay hạ cánh ở sân bay Thượng Hỗ, Lưu Lôi đẩy thi thể của Đàm Bát Diệu xuống máy bay. Trên chiếc xe đẩy còn một cái hộp. Trên hộp là hai đồ vật mà Tiêu Chính Văn bảo Lưu Lôi mang đến. Một món là ngọc bội của nhà họ Cổ được nhà họ Đàm xem là bảo vật. Món còn lại là chiến bảo hoa văn rồng xanh của Tiêu Chính Văn, là biểu tượng vinh quang của chủ soái Bắc Lương. Đàm Lệnh Hồ cũng chạy đến, ông ta ra lệnh nhận lấy xe đẩy trong tay Lưu Lôi. Đàm Lệnh Hồ quỳ xuống cạnh thi thể Đàm Bát Diệu, tay nắm chặt lấy bàn tay đã lạnh như băng của Đàm Bát Diệu. Thầm hạ quyết tâm phải khiến Tống Hậu Lượng nợ máu trả bằng máu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 34.